Thank you.
này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lên đây trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao có bao dân lao thân sát ao mòn, còn lại người tráng trong thân đêm đen trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói gương ông cha đúng chí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tôi. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu, vang vang lời ca, ca vang vang xa ai tiếng tự do, người người tự do trong quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói gương ông cha đúng chí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai đôi sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù, một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu. Người người tự do cho quê hương tôi sánh cùng thế giới, rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài, người người tự do cho quê hương tôi sánh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Rồi, chúng tôi kính chào lại quý đồng bào trong và ngoài nước. Thì hôm nay tiếp theo với cái bài Sấm Ký Thiên Thơ của cái livestream trước, thì hôm nay tôi cũng dùng Sấm Ký Thiên Thơ theo cái hiểu biết của tôi, và tôi chia sẻ và tôi giải thích ở trong đó theo chính trị, có là theo cái diễn biến của Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì trước khi đi vào cái bài giải thích thì tôi cũng muốn đọc một đoạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ hai đoạn. Cái đoạn kỳ trước chúng tôi chia sẻ, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một cái đoạn đầu. Rồi cái đoạn kế tiếp thì cũng nói về trước cái đoạn đó. Rồi từ từ chúng tôi sẽ chia sẻ những cái đoạn sau. Và có thể là chúng tôi sẽ làm một cái livestream cuối cùng nói về tôi cô động lại hết tất cả những cái toàn bài sấm để cho tôi giải thích theo cái hiểu biết của tôi đến cho đồng bào ở trong nước được biết ai là một vị lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Rồi trước khi đi vào cái bài Sấm Ký Thiên Thơ thì tôi xin đọc nguyên một cái đoạn đầu, sau rồi chúng tôi sẽ phân tích từng câu một. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái tiền đề là cái đầu tiên, cái đoạn đầu tiên. Nghĩ thương đất nước thăng trầm, người người yêu nước sao lầm ráo trơn, quỷ quái miệng nói như đờn, kêu gào cứu nước căm hờn ngoại bang. Ngày vui nhìn thấy ngỡ ngàng, công nam bắt đoạt kêu than cũng rồi. Người Việt đi đứng bồi hồi,
người Miên bị giết, thây phơi đầy đường. Người Hiền lập đạo dài công, quỷ quái giết hại, cửu long vẫn còn. Ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Uổng công tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay. Đúng ngày thời tiết xuôi tay, lớp thì chạy trốn, lớp thì Côn Sơn. Côn Sơn đi dễ khó về, mênh mông trời biển, tứ bề quạnh hiu. Quanh năm sóng gió dập dìu, mồ hoang vô chủ, tiêu điều ngàn năm. Đây là một đoạn, đoạn đầu. Thì ngay đoạn đầu cho chúng ta thấy, mở đầu bằng hai câu. Nghĩ thương đất nước thăng trầm, người người yêu nước, sao lầm ráo trơn. Thì chúng ta quay lại trong cái việc mà biến cố ngày 2 tháng 9 năm 45, khi Hồ Chí Minh nhảy ra cướp nước Việt Nam của chúng ta và kêu gọi một cái phong trào đứng lên chống Pháp để dạng như là thống nhất đất nước. Thì cho chúng ta thấy ở cái thời điểm đó, rất là nhiều người yêu nước, nhất là người dân, rất là nhiều đảng phái yêu nước. Những người mà có trí thức ở cái thời mà như chúng tôi nói là giao thời đó, thì chúng ta đã bị Pháp đô hộ gần 100 năm. Rồi ở cuối cái việc thời mà Pháp đô hộ đó, thì chúng ta lại can qua một cuộc đệ nhị thế chiến. Thì sau đó chúng ta đã bị Nhật cũng xâm chiếm vào đất nước Việt Nam của chúng ta, và họ cũng đã đuổi Pháp ra ngoài. Rồi sau đó kết thúc đệ nhị thế chiến, thì chúng ta thấy Pháp họ muốn trở lại Việt Nam. Rồi sau đó những cái phong trào chống Pháp, những cái đảng phái chống Pháp thời bấy giờ, chống Nhật thời bấy giờ, đó thì như chúng ta thấy là trong cái việc mà chống Nhật trong thời đệ nhị thế chiến, thì chúng ta cũng thấy có cái phong trào của Việt Minh. Thì kết thúc cái đệ nhị thế chiến qua hai trái bom nguyên tử ở tháng 8 năm 1945, thì đầu tháng 9 là ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh giống như nó lựa cái thời cơ, là vì Hồ Chí Minh, như chúng tôi nói sơ qua một việc của Hồ Chí Minh, là như chúng ta đã biết và chúng tôi cũng đã trình bày với đồng bào ở trong nước, là sau năm 1989, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đưa Hồ Chí Minh ra Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đó, để vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, thì tại UNESCO, tại Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc, thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã lột mặt nạ của Hồ Chí Minh xuống tại UNESCO bằng cách là yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam trưng ra cái vân tay của Hồ Chí Minh đang hoàng ở Lâm Ba Đình đó, với so sánh với vân tay của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Côn mà Sở Liêm Phóng Pháp còn lưu giữ, khi mà Nguyễn Tất Thành làm cái hồ sơ xin vào làm cho thông ngôn của Pháp. Đó thì cho chúng ta thấy là Hồ Chí Minh, từ đó đến giờ là Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không có chứng minh ra được, không có đưa ra được cái vân tay. Đó, nên sau đó là chúng ta mới biết Hồ Chí Minh là tên Tàu Cộng. Và từ đó Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đưa ra mấy cái chiến lược. Thứ nhất là duy thập lập cộng, và thứ hai là đưa ra cái chiến lược ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Để cho chúng ta thấy và cho dân, kêu là toàn dân trên thế giới thấy ra được cái bộ mặt của Tàu Cộng. Đó thì trong cái bài sấm này, khi tôi đi vào cái đoạn 2 đó, ra chút nữa đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy ra được cái việc đó. Rồi khi mà chúng ta nói nghĩ thương đất nước thăng trầm, thì có phải đất nước của chúng ta sau gần 100 năm của Pháp đô hộ, rồi chúng ta lại bị nước Nhật giống như là xâm chiếm. Rồi sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến, rồi chúng ta lại thấy rất là nhiều người yêu nước đứng lên, rồi Hồ Chí Minh là Tàu Cộng lại kêu là cướp nước Việt Nam của chúng ta một lần nữa. Nhưng ở cái thời điểm đó là cả một dân tộc của chúng ta lầm tưởng về cái lý lịch của Hồ Chí Minh. Nên cái câu số 2 trong cái bài sấm này mới nói là người người yêu nước, sao lầm ráo trơn. Đó là vì tất cả giống như là người Việt lầm tưởng về cái lý lịch của Hồ Chí Minh này. Và hơn nữa ở cái thời điểm đó như chúng ta thấy và chúng tôi cũng trình bày, là khi mà người dân đổ xô ra cái quảng trường Ba Đình đó để giống như là
tìm coi một cái sự thay đổi nào của thời cuộc trong cái thời điểm đó. Và cũng có rất là nhiều đảng phái, nhưng mà họ không có dám đứng ra để giống như là hô hào người dân. Nhưng trong khi ở cái thời điểm đó thì Tàu Cộng nó có cái sự chuẩn bị. Vì Tàu Cộng trong cái thời đệ nhị thế chiến đó, nó là một trong năm cái nước mà kêu là trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Trọng tài thời bấy giờ nhưng chưa có Liên Hiệp Quốc. Nó là năm cái nước trọng tài, năm cái nước đồng minh đó. Chúng ta không có nói là nước trọng tài, năm cái nước đồng minh trong cái thời đệ nhị thế chiến đó. Thì nó biết được vì cái việc mà Nhật xâm chiếm nước Tàu trong cái đệ nhị thế chiến đó, thì chúng ta cũng thấy. Và khi kết thúc cái đệ nhị thế chiến đó thì nó có cái nhiệm vụ là đi giống như là tiếp quản lại những cái địa lý mà Nhật chiếm đóng đó. Thì ở lúc đó, đó nó biết được cái thông tin về cái việc mà Nhật sẽ đầu hàng vô điều kiện, nên nó lập tức ở cái thời điểm đó nó biết, nên nó khống chế cái chính quyền của ông Trần Trọng Kim. Thì chúng tôi cũng đã trình bày với đồng bào ở cái thời rối ren ngang cái khoảng năm 45 đó, nó có mấy cái sự kiện cho chúng ta thấy. Là thí dụ như ngày 7 tháng 4 năm 1945 là Hoàng đế Bảo Đại, mình kêu là quốc trưởng Bảo Đại đó, đó đã ký một cái đạo dụ số 5, đó đã chuẩn y cái nội các của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim. Có nghĩa là ông vua Bảo Đại đã chấp nhận là có một cái chính phủ ra đời để chúng ta giống như là chuyển từ quân chủ qua quân chủ lập hiến. Đó là ngày 7 tháng 4 năm 45 ông ký cái đạo dụ số 5 đó. Thì cho chúng ta thấy là Hồ Chí Minh khi mà nó nhảy ra, đáng lẽ ra đúng ra đó là phải chờ kết thúc cái đệ nhị thế chiến đó thì bắt đầu mới tuyên bố cái chính phủ quốc gia của ông Trần Trọng Kim. Nhưng mà tháng 8 đó, trong khi cái rối ren tình hình ở bên Nhật và mà sau khi kết thúc hai chiếc bom nguyên tử đó, thì Hồ Chí Minh đã có một cái sự chuẩn bị, nên nó khống chế cái chính quyền, cái chính phủ của cái nội các của ông Trần Trọng Kim, ông Thủ tướng Trần Trọng Kim. Và cuối cùng ngày 2 tháng 9 năm 45 thì nó cướp cái quảng trường Ba Đình đó và nó đứng lên, nó đọc cái bản tuyên ngôn độc lập. Thì như đồng bào ở trong nước thấy đó, bây giờ đó, chúng tôi chỉ phân tích và chúng tôi nói vì cái việc này đồng bào có thể tìm trên YouTube, chỉ cần đánh ra mấy chữ là ngày 2 tháng 9 năm 45 Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập thôi, thì nó sẽ ra một cái đoạn video để Hồ Chí Minh giống như đọc cái bản tuyên ngôn độc lập đó. Thì đồng bào sẽ thấy ra được những cái mị dân ở thời bấy giờ của Hồ Chí Minh đó, thì những cái gì mà Hồ Chí Minh chụp cho Pháp là tàn độc, là ác độc này kia nọ như thế nào, thuế đánh bao nhiêu này kia nọ đủ thứ đó, những cái gì mà Hồ Chí Minh đọc trong cái bản tuyên ngôn độc lập đó, thì ngày nay chính đồng bào trong nước đã chịu những cái gì mà Hồ Chí Minh đọc, giống như là kêu là tuyên đọc ở ngày 2 tháng 9 đó. Không những như vậy mà còn tàn khốc hơn là thời Pháp đô hộ nữa. Đó, đồng bào thử đi search trên YouTube và nghe lại cái bản tuyên ngôn độc lập đó Hồ Chí Minh, rồi sẽ thấy ra được những gì mà mình chịu trong mấy chục năm nay. Cái đảng Cộng sản nó cai trị mình như thế nào. Nhưng mà ở cái thời điểm đó đó, người người yêu nước sao lầm ráo trơn, là vì mình lầm tưởng, mình đâu bao giờ nghĩ được sau khi mà cái tụi Cộng sản đó nó chiếm được này kia nọ thì người dân mình mới tàn mạc. Đó, đồng bào hãy coi lại trong cái việc đó. Đây là mình nói việc về quá khứ. Và cái đoạn sấm này đó là nhắc lại về cái quá khứ đã trải qua để cho chúng ta thấy ra được là Thượng Đế đã nhìn thấy cái cục diện này như thế nào và đã viết những cái bài sấm để răn dạy cho chúng ta. Đó, nhưng mà chúng ta lầm đủ thứ về cái việc lầm trong quá khứ đó. Nên bây giờ chúng ta thấy, chúng ta nhìn lại được, chúng ta nhìn lại được cái quá khứ thì chúng ta coi được cái đảng Cộng sản Việt Nam này nó đã làm gì dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm nay khi nó cướp toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam. Đó, thì như chúng ta thấy đó, nghĩ thương đất nước thăng trầm, người người yêu nước sao lầm ráo trơn. Đó, cả một dân tộc lầm
cả một cái đảng phái yêu nước nhiều rất hồi xưa. Cái thời điểm đó chúng ta có rất là nhiều kêu là đảng phái yêu nước thời bây giờ đó, nhưng cuối cùng lại lầm, rồi lầm rồi bị Hồ Chí Minh nó dụ đó. Giống như ở cái quảng trường Ba Đình đó thì chúng tôi cũng trình bày với đồng bào đó là vì họ sợ đứng ra, thì vì họ tiếc máu xương nên họ sợ đứng ra, họ chờ cơ hội. Và đương nhiên sau cái quảng trường, sau khi cái đọc cái tuyên ngôn độc lập đó ở quảng trường Ba Đình, thì Hồ Chí Minh mới dụ những cái người yêu nước đó tham gia vào trong cái công cuộc mà kêu là nó lập ra một cái chính phủ liên hiệp, để nó dụ những cái người yêu nước đó, những cái đảng phái yêu nước nó tham gia. Và khi người ta tham gia xong rồi đó, nó mới lấy cái việc mà người ta tham gia đó, nó lại tiếp tục nó đi mị dân. Và nó nói đó là bây giờ là những người đảng phái yêu nước này kia để quy phục dưới cái phong trào của Việt Minh. Phải không? Và nó bị mị dân cái kiểu giống như vậy. Rồi cuối cùng rồi đó là nó âm thầm, nó hạ sát, nó kêu là nó ám sát những người lãnh đạo của những cái đảng phái đó, và nó thay vào những cái tên cộng sản, những cái con người của nó. Đó, nó ác như vậy đó, nên cả một dân tộc chúng ta là lầm tưởng hết. Rồi bây giờ nói tới câu số 3, quỷ quái miệng nói như đờn. Đó, chúng ta thấy không? Cộng sản hồi thời đó nó mị dân, nó mở ra, nó vẽ ra một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa. Đó, bây giờ chúng ta nói là hai cái câu kế đó, nói là quỷ quái miệng nói như đờn, kêu gào cứu nước, căm hờn ngoại bang. Đó, chúng ta thấy không? Cộng sản nó kích động người dân lên. Đó, nó vẽ ra một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đủ thứ đó, và nó kích động người dân lên là căm hờn, chống Pháp này kia nọ đủ thứ đó, rồi chống Pháp xong rồi chống Mỹ đó, chống Mỹ chống Pháp, rồi chống Mỹ cứu nước này kia đủ thứ, rồi nó dựng lên những cái chuyện cái kêu là láo xạo này kia nọ trong đó, cho là Mỹ ác này kia nọ đủ thứ. Giờ chúng ta thấy đây là chúng ta lật ngược lại lịch sử, chúng ta thấy, chúng ta nói. Và chúng ta thấy mấy thằng cộng sản sau khi bây giờ nó cũng chạy qua nước Mỹ, nó cũng tìm đi nước mà tự do tư bản, nó cũng chạy qua Pháp này kia đủ thứ đó. Nó như là con Lê Đức Anh này kia là cũng toàn ở Pháp hết. Mà hồi xưa là nó nói người dân, nó kêu gào người dân lên chống Pháp này kia nọ đủ thứ, rồi chống Mỹ. Và biết bao nhiêu là con cháu cộng sản, là gia đình cộng sản là ở bên Mỹ hết. Đó, đồng bào thấy chưa? Bởi vậy nhiều khi giống như là Thượng Đế đó, giống như những cái vị mà viết ra cái bài sấm này trong 500 năm trước đó, họ nhìn thấy được cái cục diện của dân tộc Việt Nam mình đó, nên mình phải tin tưởng đó, những cái gì mà những vị Phật, những vị mà như là sấm, như là Trạng Trình đó, đã nói này kia nọ trong cho chúng ta, thì chúng ta phải nên tin tưởng, vì đây nói y chang đúng. Và cái viễn cảnh này mình đọc vô là mình thấy liền, chứ không phải là mình phải cần suy nghĩ này kia nọ trong nó, vì cái quá khứ này nó xảy ra rất gần cho chúng ta, chỉ có mấy chục năm thôi đó. Nên chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ thấy được cái việc đó, và tài liệu cũng cho chúng ta thấy được cái việc đó về cái cộng sản đó. Nó là cái thứ quỷ ma, nhưng mà nó cái thời điểm đó nó nói người dân giống như là nó như là miệng nói như đờn, là nó mị dân, mà đến nỗi mà người dân phải bảo vệ nó trong bom đạn này kia, thà chết phải bảo vệ mấy thằng cộng sản, nên nó mới mị dân như vậy, nó mới chui vô trong cái quần của người dân nó trốn đó, để nó bảo vệ. Thì giờ chúng ta mà muốn diệt nó thì phải, chẳng lẽ phải bắn người dân rồi mới tới con người cộng sản, vì nó nằm trong háng của người dân sao diệt nó được đó, đồng bào thấy chưa? Nó mị đến nỗi mà người dân giấu nó trong háng của mình luôn. Nó nhục như vậy đó. Mấy cộng sản nó chui vào trong đó. Nó nhục vậy đó. Bởi vậy đó, nhiều khi chúng ta coi lại trong cái quá khứ của chúng ta, chúng ta thấy cái đó là cái cũng là một cái thăng trầm của đất nước mình. Đó, đồng bào suy nghĩ đi. Đó, quỷ quái miệng nói như đờn, kêu gào cứu nước, căm hờn ngoại bang. Ngày vui nhìn thấy ngỡ ngàng. Đó, chúng ta thấy không? Có là ngày mà thống nhất đất nước, chúng ta nhìn thấy nó rất là ngỡ ngàng, là sao? Cộng sản vô trong miền Nam cướp, giống như cướp toàn vẹn lãnh thổ, nó vô trong đó. Ví dụ như chúng ta thấy những cái gì mà ngỡ ngàng, ví dụ như nó uống nước cầu tiêu mà nó kêu ngọt, chẳng là nó như vậy. Vì những cái cộng sản mới ngu dốt, nó chưa bao giờ thấy văn minh này kia nọ như thế nào, nên nó khi vô miền Nam, người ta cầm cái máy quạt điện, máy quạt gió đi, thì nó kêu á, nó ra nó tuyên truyền cho đồng bào miền Bắc là ở trong này là xách máy chém đi lòng vòng đi cái kiểu giống như vậy. Thì nó mị dân, ví dụ nó đem những cái mẫu chuyện ở trong Nam, hoặc là nó đem mẫu chuyện ngoài Bắc này kia mà nó xạo, nó dựng lên như nói tivi mà tủ lạnh chạy đầy đường, nó kiểu giống như vậy đó.
Nên nhiều khi có nhiều cái mà khi nó cướp toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta đó, nên người dân mới thấy có nhiều cái họ bỡ ngỡ, họ không có ngờ này kia nọ tới. Bởi vậy ở trong miền Nam như chúng ta thấy đó là cố tổng thống Ngô Đình Diệm đi dựng nên một cái miền Nam trù phú đó, mà đến nỗi mà đứng đầu Đông Nam Á thời bấy giờ luôn, nên người ta ví cái miền Nam như là hòn ngọc viễn đông đó. Nhưng khi mà người Bắc vào cộng sản nó cướp đoạt này kia nọ rồi đó, chúng ta thấy giờ nó phá tan nát luôn. Nên chúng ta thấy đó, bây giờ cái câu sấm nói nè, công Nam Bắc đoạt, thấy không, cái là ngoài Bắc đâu có cái gì đâu. Đúng ra đó, hồi xưa đó là những người tài giỏi là nằm ở miền Bắc hết đó, chứ trong Nam này lúc đó nó chưa có trù phú này kia nọ đâu. Nhưng mà cộng sản Hồ Chí Minh đó, nó dụ, Phong, nó dụ người dân đó, bắt đầu là nó dụ người dân, những người yêu nước này kia nọ đứng lên chống Pháp này kia đủ thứ, và nó dùng mưu xong nó diệt hết những người yêu nước đó, nó đưa những người yêu nước đó cho Pháp diệt này kia nọ sạch hết, rồi nó kích động người dân lên chống Pháp đó. Bởi vậy nó kêu là kêu gào cứu nước, căm hờn ngàn năm, căm hờn ngoại bang đó. Đó, nên khi mà chống Pháp này kia xong rồi thì qua cái trận Điện Biên Phủ thì chúng ta chia đôi đất nước ở cái vĩ tuyến 17, rồi nó làm gì đối với người miền Bắc, nó rào đồng bào miền Bắc này kia hết, và nó giết bao nhiêu tiểu thương thương gia này kia là nó giết hết qua cái việc mà cải cách ruộng đất đó. Nó lấy giống như là người nghèo đấu tố người chung người giàu đó, để cho nguyên một cái phong trào đứng lên là bắt đầu là giết những người mà có khả năng, những tiểu thương đại thương kia nó giết sạch hết. Rồi giết sạch hết, nó lấy kêu là nó cải cách ruộng đất là nó lấy đất, nhưng mà nó thực sự nó có chia cho ai được miếng đất nào đâu. Cái nó vô trong hết trong hợp tác xã là cũng là bây giờ không đi làm công cho những địa chủ thì cũng đi làm công cho đảng, mà cầm trong cho đảng còn khốc liệt hơn nữa. Bây giờ đảng đâu có giống như làm công mà đâu có được phát tiền này kia nào đâu, Phong, đâu gì nó quy hết. Nó dùng tem phiếu đó, nó dùng tem phiếu để nó phát, nó càng khắc nghiệt hơn nữa. Mà giờ vô tình nó giết hết những người yêu nước, giết hết những người mà có khả năng này kia nọ, nó giết sạch hết qua cái vụ cải cách ruộng đất đó. Nó giết và nó cướp sạch hết tài sản của những người đó, rồi cuối cùng rồi đồng bào nghèo thì càng nghèo, và cuối cùng rồi là đi lãnh bằng những cái lương thực, bằng cái tem phiếu, và nó xiết người dân qua cái hình thức đó. Rồi sau đó đó nó cũng là dựng lên những cái chuyện, phải không, là chống Pháp xong rồi dựng lên cái chuyện chống Mỹ, chống Mỹ cứu nước, Mỹ ở trong miền Nam này kia là người dân miền Nam là sống giống như là bị đọa đày, sống nô lệ, sống này sống kia đủ thứ. Bởi vậy khi mà cộng sản vào đó, nó rất là ngỡ ngàng, rất là nhiều người ngỡ ngàng, là vì những người mà được nó đẩy từ Bắc vào Nam á, hầu như nó xiết cái bao tử của người ta, nên nó bắt nam nhân là phải đi, còn không đi là cả gia đình đói luôn, phải không? Và nó cho là có thể là tình báo của người miền Nam này kia nọ đủ thứ, nó dựng tất cả những cái chuyện đó lên. Bây giờ cộng sản như là quỷ quái vậy đó, nên cuối cùng rồi đó là người ta giống như là khăn gói lên đường và chết đó ở trong miền Nam. Rồi khi mà nó cướp được toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta rồi, rồi sau đó bắt đầu đó là vô nhìn thấy cái gì cũng của sao gì nó cũng là sang trọng, cái gì nó cũng là mở mang, nó cũng này cũng kia, nên có nhiều cái nó ngỡ ngàng, nên nhiều khi nó vô mà nó chẳng biết xài gì này kia, nhiều khi nó uống nước cầu tiêu như chúng tôi đã trình bày mà nó còn kêu ngọt nữa, thì đồng bào thấy cái sự giả mang của tụi cộng sản nó như thế nào. Đó, công Nam, đó, công người Nam gầy dựng lên, sau khi nó cướp được miền Bắc, nó diệt hết, rồi bắt đầu người ta vào Nam, đó, như là vua Bảo Đại đó, ông vào Nam, xong rồi ông mới mời ông Ngô Đình Diệm ở bên Mỹ về chấp chánh chính phủ, đó, rồi bây giờ nó dựng cái chuyện lên, nó dựng chuyện lên là nó kêu chống Mỹ, chống đế quốc Mỹ này kia nọ đủ thứ, và đồng bào coi, mấy thằng cộng sản giờ nó thèm đi đế quốc Mỹ lắm. Mấy cộng sản Việt Nam rất là thèm đi đế quốc Mỹ, thèm đi qua Pháp này kia lắm. Bởi vậy là con cháu của nó là toàn đi ở những cái nước mà xưa giờ mà nó kêu gào người dân đứng lên để chống ngoại bang, bây giờ là nó là con cháu nó là ở bên nước ngoại bang hết. Đó, đồng bào thấy chưa? Thấy trắng mắt ra những cái tàn độc của cộng sản chưa? Đó, công Nam Bắc đoạt,
kêu than cũng rồi, đó giờ đồng bào kêu than cũng rồi. Rồi cái câu kế này mới đau lòng nè. Người Việt đi đứng bồi hồi, đó đồng bào thấy chưa? Sau khi Cộng sản cướp nước Việt Nam, chúng ta có thấy trên thế giới này có một cái đất nước nào đó mà họ kêu thống trị, kêu phải thống trị mà nói là cái kiểu như Cộng sản nó tuyên truyền là thống nhất đất nước, đúng không? Và cuối cùng là thống nhất đâu không thấy, mà thấy người Việt là phải trốn bỏ đi, phải không? Phải trốn bỏ đi mà trốn từ năm 75 cho tới năm 92 luôn. Mà lúc đó là Mỹ đó, nó chuẩn bị nó ban giao kinh tế với Cộng sản Việt Nam, nếu không là chắc bây giờ nó cũng trốn. Mà hiện tại bây giờ Cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam mình vẫn dùng đủ mọi phương cách để trốn đi khỏi nước Việt Nam. Hiện giờ là vẫn như vậy, qua đủ mọi hình thức đó. Đó đồng bào thấy chưa? Đồng bào thấy cái sự mà quỷ quái miệng nói như đờn chứ. Bây giờ đồng bào tin tưởng những con người Cộng sản đó thì bây giờ là mình là tàn mạc. Nên mới nói là người Việt đi đứng bồi hồi, đi đứng tới 17 năm luôn sau khi Cộng sản cướp nước. Cộng sản vào chiếm toàn vẹn lãnh thổ đất nước đó. Rồi nói nè, người Miên bị giết thay phơi đầy đường, đúng không? Hết người Việt bắt đầu tới người Miên, qua cái việc mà Pol Pot đó là cũng là Cộng sản. Vì trong cái thời đó là luôn cả Pol Pot, Hồ Chí Minh, đó là mấy tên, đó là mấy tên đầu đảng Cộng sản hết, nó muốn diệt chủng mà. Sau đó là người Campuchia chết đến từng 3 triệu mấy người, mà chết rất là dã man. Có nhiều cái chuyện mà đọc về nói cái việc mà người Miên mà chết mà phơi thay đầy đường, nó chết đến nỗi mà giống như nó, cái tụi nó ác, cái tụi Cộng sản nó ác đến nỗi đó mà nó không có dùng súng mà để ban cho người ta một cái ân huệ. Mà đồng bào biết nó giết dã man bằng cách nào không? Nó cầm cái chân của em nhỏ đó, phong, nó cầm hai cái chân á, nó quăng một cái, nó quất một cái là cái đầu á đập vô trong cái cây là nát sọ luôn. Và nó giết cái kiểu như vậy đó, và nó giết không biết bao nhiêu trẻ em đó. Đồng bào thấy cái sự ác của Cộng sản chưa? Vì Cộng sản nào cũng như nhau á, thằng Tàu nó giết cũng như nhau, thằng Cộng sản Việt Nam nó giết người cũng như nhau, thằng Cộng sản Pol Pot là Cộng sản Miên nó giết cũng như nhau, thằng Cộng sản nào cũng giết như nhau đó. Đồng bào thấy ở Huế thì nó chôn sống luôn, nó chặt đầu, nó làm đủ thứ. Bởi vì Cộng sản nó có tội ác với nhân loại, và đối với thế giới là nó có tội ác với nhân loại. Đối riêng với dân tộc Việt Nam mình, Cộng sản Việt Nam nó có tội ác với nhân dân. Đó, đồng bào thấy đi, cứ nghiệm lại, coi lại trong cái quá khứ, coi những cái sấm chặn trình. Ông Trình ông nói có đúng hay không? Đó, người Miên bị giết phơi thay đầy đường. Ở cái thời điểm đó hả, là nhìn là chỉ thấy chết chóc thôi. Đó, nên đây là quá khứ, mình nhìn lại để mình mới thấy cái sự tàn ác của Cộng sản. Để rồi khi mà mình hiểu, mình biết sự tàn ác của Cộng sản rồi, thì mình phải tìm ra người lãnh đạo. Đó, chỉ vậy thôi. Người hiền lập đạo dài công, đây là câu kế. Người hiền lập đạo dài công, quỷ quái giết hại, cửu long vẫn còn. Đó, đồng bào thấy chưa? Từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 tới tận bây giờ, đồng bào thấy đó, Cộng sản Việt Nam nó giết biết bao nhiêu người sau khi nó thống nhất đất nước. Như chúng tôi cũng đã trình bày với đồng bào đó, khi mà cái thằng con quỷ mà nó miệng nó nói như đờn đó, thì chúng tôi đó, khi mà qua đất nước Hoa Kỳ này kia học cái văn hóa, cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng đã trình bày với đồng bào ở trong nước đó, ở nước Mỹ đó. Đó, hiện nay nước Mỹ, không phải hiện nay mà nói trong quá khứ của nước Mỹ, ở trong cái năm 1840 mấy, tôi quên, là xảy ra một cái cuộc nội chiến đó, thấy không? Và hai phe đánh nhau, thì cái cuộc nội chiến đó nó cũng có liên quan tới cái vấn đề của Hoa Kỳ của ngày hôm nay, trong cái việc mà ngày 6 tháng 1 vừa qua đó. Nhưng mà cái thời đó nó đâu có báo đài như bây giờ để mình biết này kia nọ đâu. Hồi đó cũng là dạng mà đứng lên cướp chính quyền, kêu là cướp bầu cử đó, cũng giống như vậy nè. Và cuối cùng rồi đó cũng đưa ra ngoài thượng viện này kia nọ trong đó, rồi cuối cùng là lật lại thì ông kêu là ông Abraham Lincoln thắng cử. Nên cái tụi mà tụi gian tà nó không có phục, và cuối cùng rồi đó nó thúc đẩy một cuộc nội chiến đó. Vì ông Abraham Lincoln, ông tổng thống Abraham Lincoln, ổng giống như là muốn hủy bỏ cái chế độ mà kêu là nô lệ đó.
Đó. Nên cuối cùng rồi là người dân ủng hộ cho ổng, nên cái tụi kia nó cướp. Rồi cuối cùng cũng xảy ra một cái chuyện như tương tự như vậy, như ngày hôm nay nè, như tụi mà Đảng Dân Chủ nó cướp công, cướp cái bầu cử đó. Rồi cuối cùng là Mỹ can qua một cuộc nội chiến trong mấy năm đó, và chết hết là cũng là gần 1 triệu người. Đó, đồng bào thấy chưa? Rồi qua cái việc đó đó, thì chúng ta thấy khi mà cái phe bên thua cuộc là phe miền Nam đó, Nam nước Mỹ đó, thì họ thua cuộc. Nhưng mà ở cái thời điểm đó đó, cái ông tướng của phe thắng cuộc đó, ông đối đãi với ông thua cuộc như thế nào? Chúng tôi cũng đã trình bày với đồng bào là tất cả những tài sản của những binh sĩ của miền Nam là có quyền đem về nhà. Đó, đem về nhà làm người dân thường và dùng đó giống như để gầy dựng này kia nọ nhà, chứ không có, không bị tịch thu, không bị tù, không này kia, không bị hết, không bị gì hết á. Còn cộng sản khi họ cướp toàn vẹn lãnh thổ miền Nam xong đó, Việt Nam xong đó, họ đối đãi với người Việt Nam như thế nào? Người miền Nam chúng ta cũng là cùng dòng máu, nhưng mà họ đối đãi như thế nào? Đồng bào thấy chưa? Còn ở bên Mỹ họ không có cùng dòng máu, là vì nước Mỹ là nước đa chủng tộc, mà còn họ đối đãi với nhau đó, nó có giống như một cái bao dung, cái tha thứ, cái này cái kia, sâu một, kêu là sâu cái tàn của một cuộc chiến đẫm máu đó. Và cuối cùng rồi chúng ta thấy không, chúng ta là cùng một dòng máu, nhưng mà cộng sản Việt Nam đối đãi với Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Đồng bào thấy cái sự ác độc này kia nọ chưa? Vì cái tư tưởng cộng sản và nó đem từ ngoại bang vào đó. Nên nói cái tội ác của cộng sản thiệt là nó sâu như biển mà nó cao như núi, không có cái lời nào mà tả được cái sự tàn ác của cộng sản đó. Bởi vậy đến tận ngày hôm nay đó, như đồng bào thấy, cho như trong bài sấm này có nói nè: người hiền lập đạo dài công, quỷ quái giết hại cửu long vẫn còn. Đến bây giờ vẫn có người giống như là đứng lên, và cộng sản nó cũng tìm, nó giết biết bao nhiêu người, nó giết âm thầm trong mấy chục năm nay đó, tới tận bây giờ mà vẫn còn là người yêu nước đứng lên đó. Đồng bào thấy chưa? Qua một cái cuộc mà trưng cầu dân ý đó, thì bây giờ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng đã được trên 7 triệu người dân bầu cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để lãnh đạo đất nước Việt Nam. Đó, đồng bào thấy chưa? Cộng sản có giết cách mấy đi nữa, người dân Việt Nam mình lúc nào cũng còn người yêu nước này kia nọ hết ở trong đó. Nên không bao giờ mà có thể giết sạch được. Tàu Cộng nó muốn giết sạch dân tộc Việt Nam mình không phải là mới đây, không phải là vài trăm năm nay, mà cả ngàn năm rồi, phải không? Từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là 40 mấy năm trước Công Nguyên, cho tới khi năm 938 đó, sau Công Nguyên, của một cái trận đánh của ông Ngô Quyền đó, mới kết thúc 1000 năm Hán hóa đó, cho chúng ta thấy đâu Tàu Cộng nó muốn diệt chủng dân tộc Việt Nam của chúng ta cả ngàn năm rồi, chứ không phải là chỉ mới đây đó. Quỷ quái giết hại cửu long vẫn còn, ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Đó, như chúng ta thấy đó, ngày vô là cuối tháng 3, cuối tháng 3 là cuối tháng 3 âm lịch, là bằng cuối tháng 4 tây lịch, là có phải ngày 30 tháng 4 năm 75 không? Đó, ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô, là cái ngày mà cộng sản nó bị tiêu diệt, nó nhanh gấp 10 lần vô. Vì ngày nó vô đó, nó còn đánh, tự nó chiếm từ địa lý này, nó chiếm từ địa lý kia. Tuy là nó chiếm nhanh thiệt, cái cuộc chiến đó, từ đầu năm 1975 cho tới 30 tháng 4 năm 75, cho chúng ta thấy nó chiếm rất là nhanh. Nhưng mà cái nhanh đó chúng ta còn thấy được là nó chiếm từng cái địa lý, từng cái tỉnh một, từng cái thành phố một, phải không? Còn bây giờ ngày ra, ngày mà nó xuôi tay đó, là gấp 10 lần nó vô, nó nhanh gấp 10 lần nó vô. Bởi vậy chúng ta thấy tới tận bây giờ nó che giấu đồng bào này kia nọ đủ thứ, nhưng đồng bào đâu có biết ở trong nước đó, những cái hiện tình mà đang thay đổi này kia nọ, vì cộng sản đã bị đè đầu, đã bị cưỡi cổ, đã bị xiết cổ hết rồi, nó đâu còn một cái khả năng nào này kia nọ để phản kháng đâu, nên nó mới dụ người dân này kia, rồi nó hù dọa này kia nọ đủ thứ. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là đã có trên 7 triệu đồng bào Việt Nam đó bầu chọn Đức Quốc Công để lãnh đạo đất nước, và cái
cái số mà trưng cầu dân ý đó, đó càng ngày nó càng tăng, vì vì mỗi người đó, như chúng ta thấy là họ tìm đủ cách đó, họ thoát khỏi cái kìm kẹp của cộng sản để họ trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó là cái số trưng cầu dân ý nó càng ngày nó càng tăng, nó không dừng ở cái điểm đó, để cho đồng bào thấy đó, cộng sản Việt Nam dù có tìm đủ mọi cách để giết những người yêu nước nhưng không bao giờ giết hết được cái đấy. Rồi câu kế nói nè, uổng công tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay. Tóm bao nhiêu năm cướp giật của người dân, từ khi mà nó bước vào trong miền Nam, nó chỉ có đồng bào, chỉ nên nhớ nó chỉ có cái đôi dép râu, cái mũ tai bèo, cái ba lô vượt Trường Sơn mà thôi. Nó không có gì hết á. Còn bây giờ nó có gì? Nhà lầu, xe hơi, tiền thì tiền triệu, tiền tỷ. Đó, đồng bào thấy chưa? Những cái tiền đó đâu có, toàn là cướp của người dân hết. Toàn là cướp của người dân và tài nguyên khoáng sản, cướp của chung hết. Đó, để đi làm của riêng. Không những cướp, còn kêu giặc là kêu tàu vào trong để cướp dân của mình nữa. Đó, cộng sản nó tàn độc như vậy đó. Vậy đồng bào thử, một khi mình biết ra được rồi đó, là mình phải có cái trách nhiệm. Mình chia sẻ những cái thông tin này đến cho đồng bào ở trong nước được biết, được nghe, để nghiệm, để thấy ra được. Để họ thấy ra được, họ có quyền được biết, để họ cứu lấy con cháu của họ. Và chúng ta cũng vậy thôi. Chúng tôi đi theo Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để làm gì? Để truyền tải những gì mà Đức Quốc Công đã hy sinh, đã làm được cho dân tộc Việt Nam. Để cho dân tộc Việt Nam được biết và họ sẽ so sánh. Đó, hiện nay đó, những gì mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm trong mấy chục năm qua khi chúng tôi trình bày với đồng bào. Đồng bào có thể chưa thấy được là vì Đức Quốc Công chưa nắm được chính quyền. Nhưng ở bên kia là đồng bào đã bị tàu cộng và cộng sản nó cai trị mình trong mấy chục năm nay. Và con cháu mình là tàn mạt. Và không những như vậy là mình đang bị hạ độc hàng ngày luôn. Mình đang ăn uống đồ độc hàng ngày luôn. Để làm gì? Để chết. Để cho tàu cộng nó cướp toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta. Còn cái thằng cộng sản là cái thằng Tây Sai đó, đó thằng mà Hán Nô đó, là nó đã biết từ lâu, nó biết từ thập niên 90 là đó. Đó, nên nó nhập những cái nguồn mà nước sạch, đồ ăn sạch này kia cho cá nhân riêng của mấy thằng đó. Còn đối với đồng bào là ăn đồ độc này kia của tàu nó tràn qua hết. Vì đó là cái mục đích của nó là muốn diệt chủng dân tộc Việt Nam mình. Nhưng nó không dám làm ra mặt, nên nó phải âm thầm nó hạ độc. Đó, trong mấy chục năm nay từ thập niên 90 tới bây giờ. Nên bây giờ đồng bào thấy đó là trẻ cũng ung thư, già cũng ung thư, trung niên cũng ung thư, mới sanh cũng ung thư. Đó, đồng bào thấy chưa? Rồi phụ nữ mang thai cũng ung thư, có nghĩa là chưa sanh ra cũng ung thư. Đó, đồng bào thấy không? Vì sao? Vì cả một cái dân tộc là nhiễm độc hết. Nhiều khi nghĩ nói tới mà mình thấy đất nước mình thiệt là đau lòng. Bởi vậy cái câu mà mở đầu á, nghĩ thương đất nước thăng trầm, đó đồng bào thấy đi, mình cứ nghĩ tới những cái câu đó rồi mình sẽ thấy ra được đất nước mình như thế nào. Vậy mình cần làm gì? Mình cần phải chia sẻ, mình cần toàn dân được biết, mình cần toàn dân phải đứng lên. Mà đứng lên để làm gì? Để ủng hộ một người thương dân yêu nước, một người có thể chia sẻ này kia cho mình. Đó, bây giờ hiện nay chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thôi, chứ nhìn xung quanh có thấy ai đâu. Khi mà chúng tôi trình bày những cái đoạn sau, nghe nó rất là đau lòng. Nó thiệt. Uổng công tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay. Đúng ngày thời tiết xuôi tây, lớp thì chạy trốn, lớp thì côn sơn. Đó, đồng bào thấy chưa? Đến ngày thời tiết xuôi tây, nhưng mà cái ngày đó, đúng ngày thời tiết xuôi tây, nhưng cái ngày đó nó chưa tới. Nhưng nó sẽ gần tới. Chúng ta đã thấy những cái hiện tượng để cho đồng bào thấy cái ngày nó gần tới. Là vì sao? Mấy chục năm nay đồng bào có bao giờ được những cái thông tin của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân? Có bao giờ được những cái thông tin của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời? Có bao giờ được những cái thông tin như là đón Tổng thống? Đồng bào thấy chưa? Tại sao chúng tôi đưa ra những cái thông tin này cho đồng bào trong nước? Là vì ngày về của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã gần, nên người dân cần được biết. Đó. Bởi vậy là đúng ngày thời tiết xuôi tây, nhưng cái ngày đó nó rất là tới. Nó chưa tới nhưng chúng ta có thể thấy mờ mờ rồi đấy. Đó. Lớp thì chạy trốn là đồng bào thấy rồi đó. Biết bao nhiêu con cháu của cộng sản đã chạy trốn ra nước ngoài, ôm tài sản chạy ra nước ngoài bằng đủ mọi hình thức đấy.
Đó, đó là lớp thì chạy trốn đó, là nó đã chạy trốn rồi đó. Chúng ta đã thấy nó chạy trốn rồi, chứ không phải chúng ta chưa thấy. Còn lớp đầy công sơn, lớp nào là lớp đầy công sơn? Là mấy cái thằng mà ngoan cố như bây giờ nè, đó, nó chưa chịu buông xuống, nó chưa chịu này kia, nó ngoan cố, nó cố tình, nó còn làm những cái chiêu trò là giống như khủng bố người dân này kia, giết hại người dân đủ thứ, nó để nó răn đe người dân. Đó, đó là mấy cái thằng ngoan cố đó, mấy thằng đó là sẽ là lớp đầy công sơn. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, cái việc đó là chúng ta đã thấy rồi. Để cho mấy người cộng sản biết là côn sơn đi dễ thì khó về. Đó, côn sơn đi dễ khó về. Mênh mông trời biển tứ bề quạnh hiu, quanh năm sóng gió dập dìu, mồ hoang vô chủ tiêu điều ngàn năm. Đó, cho nó chết rụi ở ngoài côn sơn luôn. Để cho nó biết. Đó là mấy cho dành cho những cái thằng ngoan cố đó. Có thể là 19 thằng đầu sỏ cộng sản, những thằng mà không thể tha thứ được. Đó, cho nó ra côn sơn. Đó, đó, nên đây là những cái bài sấm, cái đoạn này là đã nói cho chúng ta thấy đó. Cái mở đầu là nói về đất nước của chúng ta, rồi qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm đổi thay, người như thế nào, cộng sản cướp nước Việt Nam của chúng ta ra sao, là tàu cộng nó cướp đó, của Việt Nam của chúng ta ra sao. Đó, bởi vậy nhiều khi mình nghe, mình thấy những cái bài sấm này mà đã viết cách đây mấy trăm năm, bây giờ mình nhìn lại cái hoàn cảnh của đất nước mình thấy được cái hoàn cảnh đó, mình thấy thiệt rất là tiêu điều luôn. Rồi bây giờ cái đoạn kế, cái đoạn này đó, tôi đọc ra một khúc rồi chúng tôi quay lại, chúng tôi phân tích cái đoạn kế nó tiếp như thế này. Thành ra nhị quốc tam phân, can qua binh biến hai đầu đông tây, châu đen lại phải đọa đầy, bắt con rắn nhỏ để thầy đi câu. Quỷ vương chưa chịu hàng đâu, thay mâu phương vị đổi bầu rượu tân. Ngoạ tinh tân quỷ dữ dằn, nổi lên chiến quốc máu đầm lệ rơi. Ó kia phải chịu tơi bời, Trung Đông bãi chiến mạc đời hồ ly. Nam bang chi phối phân kỳ, đầu người mình thú cu kỳ giả hiện. Hà tiên sóng gió triền miên, xin lỗi, Hà tiên sóng dậy triền miên, sông Long chấn hải trận tuyền oai phong. Ra tay hỏa lực thần công, giải tan hòa hiểm kiềm gông ngoại thù. Hà Ninh bắt trận tử phù, tỉnh cơn ác mộng bắt thù lập công. Đất liền xuất tướng thần phong, 12 tinh tú thiên không ứng điểm. Tân dân thay thế búa liềm, cứu dân đảo nạn nổi niềm đoàn viên. Trong ngoài thuận kiếp, xin lỗi, trong ngoài thuận hiệp kết liên, từ xa mạc vắng thiên tiên hưng kỳ. Hộ trì thánh chúa tử vi, thiên tòa Phật độ ngay vì muôn năm. Thương dân chẳng khá tu thân, mắt phàm đã bị tranh phân thảm sầu. May thay tân chúa xuất đầu, cơ thuần cơ thần đoán biết phước cầu an dân. Thinh không sấm dậy hồng trần, tan cơn binh biến muôn dân tỉnh lòng. Trần ai họa phước luân thông, dựng cơ nghiệp phước minh mông hòa hài. An nam chấn bắc non đoài, tân dân minh đạo trong ngoài dựng xây. Tu thân dưỡng thánh, tu thân dưỡng tánh ơn thầy. Trăm hoa nở sắc, họa này cứu nguy. Mười Phật trăm Phật chịu hay, bửu tòa nghiệm ứng lời thầy năm xưa. Rồi chúng tôi quay ngược lại, chúng tôi chia sẻ theo cái nhận định của chúng tôi thôi. Như chúng ta thấy đó, thành ra nhị quốc tam phân, giống như chúng ta thấy ở trong cái việc mà nước Việt Nam của chúng ta đó, tự nhiên khi đất nước chúng ta chia đôi đất nước là mình nói là nhị quốc rồi, nhưng tại sao có tam phân? Thì tự nhiên ở trong miền Nam của chúng ta đó lại có thêm cộng sản, nó dựng lên một cái mặt trận giải phóng miền Nam đó. Như chúng ta thấy không,
Đó, cái mặt trận giải phóng miền Nam thì chúng ta thấy là tự nhiên thành ra chúng ta có nhị quốc, nhưng chúng ta có tam phân lận, là ba phe lận: Việt Nam Cộng Hòa, mặt trận giải phóng miền Nam và Cộng sản Bắc Việt. Và đương nhiên ở trong cái hiệp định Paris ký kết năm 1975, ngày 27 tháng 1 năm 1973 đó, thì cũng có là ba bên ký kết ở trong đó và Hoa Kỳ làm chứng. Đó, bởi vậy mới nói là thành ra nhị quốc tam phân, can qua binh biến hai đầu Đông Tây. Đó, thì giống như là mình nhị quốc là chia ra Nam Bắc, tam phân là ba phe, rồi chúng ta phải can qua một cuộc binh biến mà hai đầu là hướng Đông và hướng Tây. Thì Đông là chúng ta biết là ai rồi đó, đó mấy người Tàu Cộng, mấy người kia, còn Tây là Tây Phương, là chúng ta nói về nước Hoa Kỳ. Châu Đen lại phải đọa đầy. Đó, Châu Đen là nói người dân miền Nam mình, vì thực sự ra chúng ta thấy ở một cái vùng địa lý nào mà ví như là Châu Đen, là Châu là con Châu đi cày đó, là nói về lúa này kia nọ đó, là phải bị đọa đầy đó, hoặc là có thể là cái năm con trâu đó, năm con trâu là bị giống như là bị đọa đầy thảm khốc trong cái việc đó. Thì ở đây tôi không phải là một cái người mà nói về coi tử vi hay này kia để biết năm này kia nọ trong đó, nhưng ở đây chúng tôi nghĩ là một á, là nói về người dân Việt Nam trong miền Nam là bị đọa đầy trong bom đạn. Thứ hai á, là nói về cái năm con trâu đó, là người dân bị đọa đầy ở trong đó. Cái câu kế tiếp á, nói là bắt con rắn nhỏ để thầy đi câu. Thì bắt con rắn nhỏ thì theo chúng tôi hiểu đó là có thể là cái năm đó là năm con rắn. Là vì tôi nhớ đó là tôi coi những cái tài liệu của Hoa Kỳ từ lâu lắm rồi. Từ trên 20 năm trước đó, thì mới thấy là từ năm 65 thì Hoa Kỳ mới có bắt đầu mới vẽ ra một cái sách lược, cái mưu lược đó, để chống cộng sản. Đó, nên tôi nghĩ có thể là cái năm đó là năm con rắn, mà cái mưu đó thì mới ra thôi, thì kêu là bắt con rắn nhỏ để thầy đi câu, câu là dùng mồi đó, để câu đó. Nên cuối cùng rồi đó thì bắt đầu là khi mà đưa ra sách lược chiến lược đó đó, thì chúng ta mới thấy là Hoa Kỳ phải thân tàu để diệt Nga. Vì chúng ta thấy đây ở một cái khối mà lớn, mình đang nói ở một khía cạnh lớn đó, thì vì ở cái thời điểm tàu thì chúng ta thấy là từ tàu Bắc Hàn, Bắc Cộng, rồi Campuchia, Lào đó là nguyên một cái khối cộng sản. Còn nói về bên Liên bang Nga đó, như chúng tôi đã trình bày, nó có 14 nước, rồi mấy cái nước Đông Âu này kia nọ nữa. Nên mình nói về cái khối đó nó rất là lớn. Nên cái mưu lược ở cái thời điểm đó, đó là có thể dùng một cái mưu lược mà kêu là làm mồi đó, thì để thân với tàu và diệt Nga. Thì đương nhiên sấm của chặn trình đó, nói như vậy mà đặt ra những câu thì có nhiều khi những cái câu phải trải qua nhiều năm mới ứng tới cái câu kế tiếp. Nên cái câu này chúng tôi nói là khi từ năm rắn, có thể là từ năm 65, là Hoa Kỳ đã có một cái chiến lược mà dùng mồi để câu, để diệt nó, câu là để mình cho mấy cái tụi nó dính bẫy đó. Đó, thì chúng ta thấy là nó đã dính bẫy nên Hoa Kỳ mới diệt được tụi Nga. Thì cái câu kế mới nói nè: quỷ vương chưa chịu hàng đầu, là chưa chịu đầu hàng đó, quỷ vương chưa chịu hàng đầu, thay mâu phương vị đổi bầu rượu tân. Đó, chúng ta thấy có phải là nước Nga đó họ bị tiêu diệt đó, và họ giống như là thay đổi cái kêu là rượu cũ bình mới đó, đó mới kêu là thay mâu phương vị đổi bầu rượu tân đó. Nhưng mà cái mục đích của họ cũng là cộng sản thôi, nó họ thay bình rượu thôi, nhưng cái rượu nó cũng là rượu cũ, nhưng cái bình rượu mới đó, rượu cũ bình mới đó. Nên chúng ta thấy đó là quỷ vương đó, nó thay đổi, nó thay đổi nó chưa có đầu hàng, nó chỉ thay đổi cái chiến lược thôi, và nó đổi nó thành như con cắt kè thôi. Đó là nói về tụi Nga đó. Thì cái mưu lược khi mà Mỹ họ dùng để tiêu diệt Liên bang Xô Viết đó, thì Liên bang Xô Viết họ thay đổi nó nó là mấy người quỷ vương mà, mấy người cộng sản mà đó, nên nó thay đổi bình cũ rượu mới, thì bây giờ mới có thằng Putin đó. Rồi chúng ta nói cái câu kế tiếp nè: ngoại tinh tân quỷ dữ dằn. Đó, bây giờ đó, khi mà cái Liên bang Nga nó sụp đổ,
thì bắt đầu chúng ta mới nói là ngoại tinh. Cái câu này đó mà tôi suy nghĩ rất là nhiều và rất là lâu mà tôi cũng chưa hiểu, nhưng bây giờ tôi mới nghĩ ra theo cái nghĩ của mình thôi, là nói ngoại tinh tân quỷ dữ dằn là bắt đầu nói về bên Trung Đông đó. Vì ngoại là chúng ta nói về ngựa đó, và tinh tân quỷ đó, ngoại tinh là nói về cái việc mà ở bên Trung Đông, và nói tân quỷ là nói về mấy quỷ vương này kia đó. Đó, dữ dằn là chúng ta thấy bắt đầu khi mà diệt cái thằng Liên bang Nga, bắt đầu mới qua trong cái vấn đề Trung Đông. Mà trong cái vấn đề Trung Đông á, chúng ta mới thấy nó cái kiểu mà nổi lên một cái cuộc mà kêu là đấu IS với khủng bố này kia nọ đó. Đó. Nên mới nói là ngoại tinh tân quỷ dữ dằn, nổi lên chiến quốc máu đầm lệ rơi. Đó, chúng ta thấy không? Có là mình nổi lên là biết bao nhiêu cái đất nước ở Trung Đông đó, là nó giống như là lâm vào cái cảnh mà chiến tranh luôn, là nhiều nước ở trong đó luôn, chứ không phải là riêng một cái nước nào ở bên Trung Đông hết đó. Bác mới nói là nổi lên chiến quốc máu đầm lệ rơi, ó kia phải chịu tơi bời đó. Chúng ta thấy không, ó là nói về nước Hoa Kỳ đó, vì con ó là con chim ưng đó, là biểu tượng của đất nước Hoa Kỳ, nó mới kêu là ó kia phải chịu tơi bời. Thì như chúng ta thấy qua cái việc mà hai cái tòa nhà tháp kêu là cái Twin Tower của Hoa Kỳ đó, là mới bắt đầu trong cái cuộc chiến Trung Đông đó, cho chúng ta thấy, và nó kéo dài tới bây giờ là vẫn còn Trung Đông nè, chúng ta thấy không? Và khi mà chúng ta thấy đó nè, cái câu kế này nó sẽ ứng điềm và nó đang xảy ra đó, như chúng ta thấy nó đang xảy ra nè. Trung Đông bãi chiến mạc đời hồ ly, có phải là bắt đầu từ năm 2016, khi ông tổng thống Obama đó, ông tuyên bố là Hoa Kỳ quay lại châu Á Thái Bình Dương, phong quay trục châu Á Thái Bình Dương, là có phải quay trục từ Trung Đông không? Đó, đồng bào suy nghĩ đi. Đó, từ cái ngày 25 tháng 10 năm 2015 là Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân ký cái sắc lệnh cho Hoa Kỳ đem quân sự vào thềm lục địa Việt Nam của chúng ta. Và sau đó đó là năm 2016 thì ông tổng thống Obama cuối nhiệm kỳ, ông tuyên bố là Hoa Kỳ quay lại châu Á Thái Bình Dương. Mà quay lại từ đâu? Có phải là từ Trung Đông không? Đó, họ bắt đầu họ quay trục về châu Á Thái Bình Dương, thì cái câu này nó ứng với cái câu đó, cái sự kiện đó đó, là Trung Đông bãi chiến, mà hết chiến đó, giảm cái chiến tranh đó thì mạc đời hồ ly. Đó, mạc đời hồ ly là bây giờ là quay lại là đập cái thằng Hồ Chí Minh là thằng tàu nè, thằng Cộng sản Việt Nam nè, đó, đồng bào thấy chưa? Bởi vậy á, mình khi mà mình đọc mấy cái bài sấm này mà mình suy nghĩ những cái gì mà nó đang diễn biến đó, là chúng ta sẽ thấy ra cái bức tranh đó, nó rõ hơn. Đó, Trung Đông bãi chiến mạc đời hồ ly, Nam bang chi phối phân kỳ. Đó, giờ chúng ta thấy không? Nam bang chi phối phân kỳ, đầu người mình thú cu ki giả hiện. Đó, nhiều khi đó cái câu này nó ứng với, như chúng ta thấy Nam bang chi phối phân kỳ. Nam bang là ai? Nam bang là nước Nam của mình, mà nước Nam của mình là bây giờ nói là những cái người mà người Việt đó mà chạy ra từ Việt Nam ra ngoài hải ngoại đó. Bây giờ chi phối phân kỳ là đâu có đoàn kết này kia nọ đâu với nhau đâu. Như chúng ta thấy là từ khi mà cái cuộc di tản năm 75 tới tận bây giờ đó, chúng ta đâu, cái dân tộc chúng ta đâu có đoàn kết trên toàn thế giới đâu. Dù rằng đó, chúng ta có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, bây giờ là đã là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để cho dân tộc của chúng ta đoàn kết lại. Nhưng mà thực sự, người Việt hải ngoại có bao nhiêu thành phần đoàn kết trên toàn thế giới, trong 5 triệu người đó? Trong khi ở trong nước đó, lại nhìn ra được Đức Quốc Công là một người lãnh đạo, thương dân yêu nước, biết hy sinh cho dân tộc Việt Nam, nên đã có trên 7 triệu người dân đã trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để lãnh đạo đất nước. Mà hằng ngày là đều có người dân tìm đủ mọi cách để trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công. Nên chúng ta thấy cái câu này là Nam bang chi phối phân kỳ đó, chúng ta thấy không? Biết bao nhiêu cộng đồng đấu tranh này kia nọ, nhưng có đem lại kết quả gì cho đồng bào thấy không? Đâu có thấy đâu. Người mình ngược kêu là đầu người mình thú đó, cu ki giả hiền đó, chúng ta thấy không? Toàn là ngụy quân tử hết đó. Vì nếu mà một người mà đấu tranh thực sự, yêu nước thực sự, tôi đây là tôi nói đang nói những người hải ngoại đó, thì đã
tham gia vào trong chính phủ, trong cái công cuộc này để giúp dân cứu nước. Vì chỉ có chính phủ mới có thể giúp được nước, vì cái danh xưng chính phủ mới quy tụ lại hết tất cả những người kêu là mang dòng máu Việt. Nếu mà không có chính phủ thì làm gì có cái chỗ để quy tụ. Nên họ không tin tưởng vào chính phủ nên họ đâu có quy tụ lại. Đó. Nên họ nghĩ họ mang cái danh là người yêu nước này kia. Bởi vậy là thầy nói đó, là đầu họ là đầu người thôi. Nhưng mình thú, cu ki là nói về có thể là kêu là thú. Đó. Nhiều khi tôi không muốn nói nặng. Đó. Nên nhiều khi thầy cũng không muốn nói nặng. Đó. Hoặc là ông Trạng Trình ông không muốn nói nặng nên ông lấy cái cu ki ra để ông mạt xác thôi. Đó, cu ki giả hiền, đó là nói là bây giờ mình nói đại đi là những người đạo đức giả. Vì thật sự ra nếu mà người yêu nước thiệt đó, thì đã quy tụ về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để cứu nước rồi, nhưng mà nó đâu có làm gì đâu, nó giả người yêu nước, nó dựng lên chính phủ giả. Đó, thay vì mình có chính phủ như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời từ ngày 16 tháng 2 năm 1991 tới bây giờ là đã 30 năm rồi. Phải không? Mà bây giờ nó không đi quy thuận theo chính phủ, nó dựng lên cái chính phủ khác. Nó này nó kia nó phá tan đi, phải không? Nó kêu là chống cộng này kia nọ đó. Nhưng thực sự cái đó là đạo đức giả. Bởi vậy nhiều khi đức thầy hoặc ông Trạng Trình đó, ổng mới nói đó, đầu người đó, nhưng mà mình thú, còn cu ki thì tôi nghĩ cái từ đó nó hơi nặng. Đó là tôi nghĩ thôi, nhưng có nghĩ khác tôi không biết. Đó, cu ki giả hiền là nói mà thú mà nó giả người, nó giả hiền đó. Nhưng cuối cùng là nó toàn là hại người thôi. Rồi bắt đầu mới xảy ra những cái vấn đề là Hà Tiên dạy sống triền miên. Đó, bây giờ nói Hà Tiên dạy sống triền miên. Giờ chúng ta thấy đi. Trong cái địa lý của Việt Nam của chúng ta hiện nay nè, đây là nói về đang cái thời hiện nay nè, có phải là tàu cộng nó đang tập trung cho cái việc mà tấn công miền Nam không? Đó, nó chuẩn bị từ cái kêu là cái port, cái cảng ở dưới bên cuối Campuchia bên kia, rồi dọc theo biên giới miền này kia nọ, đó, dọc ở dưới cái miền, ở dưới miền Tây đó. Đó, chúng ta thấy đi. Vì ở dưới đó là nó có gì? Nó có nhiều khi nó có vàng, nó cái gì ở trong cái đoạn cuối, đoạn vừa rồi chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó. Đã nó dành về kêu là kho bạc, kho tàng này kia của chúng ta. Đó. Bởi vậy mới nói là Hà Tiên dậy sóng triền miên, sông Long trấn hải, trận tiền oai phong, ra tay hỏa lực thần công, giải tan họa hiểm, kìm gông ngoại thù. Bảo đảm là ở dưới đó, đó là sẽ có những cái cuộc mà nổ ra thôi. Nhưng chúng tôi nói hồi xưa đó, chiến tranh đó, là nó ảnh hưởng rất là nhiều ở những cái khía cạnh. Và cái lúc đó, cái thời đó vũ trang quân sự đó, nó không có tối tân như bây giờ. Còn bây giờ đó, vũ trang quân sự rất là tối tân. Đụng chuyện đó, chỉ quýnh úp vô những cái thằng mà lãnh đạo, những cái thằng mà cao, thằng bự đó, đó. Vậy thôi. Nên mà cần ra tay là quất mấy cái thằng lãnh đạo là nằm lên núi ngồi hết. Đó, bởi vậy khi mà cần mà ra tay đó là chỉ cần bắn vào những cái thằng mà đầu đảng thôi. Nên những cái thằng đó rất là sợ. Đó. Nhưng ở trong này đó, những cái đoạn có thể hôm nay không đủ thời gian để chia sẻ những cái đoạn đó. Nhưng có nhiều cái đoạn đó, có nhắc đến đó, là Đức Quốc Công đó, là gánh nghiệp đó, cho dân tộc Việt Nam mình. Mà gánh nghiệp luôn cả cho con người Cộng sản nữa. Chứ không phải là Ngài chỉ gánh nghiệp cho người dân không đâu. Ngài gánh luôn cho con người Cộng sản. Đó. Bởi vậy, nhiều khi mình nghĩ đến Đức Quốc Công là ai mà ông có thể gánh nghiệp đó, cho con người, loài người và gánh luôn cho những ác ma nữa. Cái đó, chút đó thì khi mà đi tới cái đoạn đó, chúng tôi nghĩ cái đoạn đó không có đủ thời gian để chia sẻ hôm nay. Nhưng khi đi tới cái đoạn đó, chúng tôi sẽ phân tích sau. Để cho đồng bào thấy ra được, rồi lúc đó mình sẽ thấy ra được Đức Quốc Công là ai. Đó. Như ở đây chúng ta nói là sông Long trấn hải, trận tiền oai phong, ra tay hỏa lực thần công, giải tan họa hiểm, kìm gông ngoại thù. Đó. Bởi vậy khi mà ra tay rồi đó là kìm hãm lại ngoại thù lại. Tại sao ngoại thù bây giờ mà nó đang nằm ở Việt Nam? Đó, chúng ta suy nghĩ đi. Chúng tôi đã trình bày rất là nhiều cho đồng bào trong nước. Là cái thằng Cộng sản Việt Nam nó mở biên cương này kia nọ ra để cho tàu nó tràn ngập ở trong nước nước Việt Nam của mình hết rồi.
và nó nằm sâu trong đất nước Việt Nam của mình hết rồi. Vì tụi Tàu đó, như chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó, nó không bao giờ hạ được dân tộc Việt Nam mình, dù là nó đông cách mấy. Vì dân tộc Việt Nam mình đó, có cái dòng máu chống Tàu và có cái kinh nghiệm chống Tàu. Không có cái sắc tộc nào trên thế giới này có cái kinh nghiệm chống Tàu đó bằng dân tộc Việt Nam mình. Và hơn nữa đó, trong thời nhà Trần đó, thì Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo cũng là 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, mà lúc đó quân Mông Cổ là nó chiếm hầu như là cả, mình có thể nói 2/5 hoặc là phần nửa trái đất. Và bây giờ đó, chúng ta có hậu duệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo là Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân. Ông là một người chiến lược gia, binh pháp, một nhà tu đạo, một nhà về kiểu như là tu thiền, một nhà văn học, một nhà thi sĩ, thơ ca. Có là khi mà nói tới Đức Quốc Công có nhiều cái hay lắm. Đến nỗi đó, như chúng tôi đã trình bày hoặc là những vị trong chính phủ đã trình bày những cái mẫu chuyện cho đồng bào, là cái tên Lý Chí Hải, có một cái tên Lý Chí Hải là một cái tên nó chơi cờ tướng mà hầu như là đứng nhất của Tàu hoặc bên Hồng Kông thời bấy giờ. Nên khi mà ở trước năm 75, khi đó Đức Quốc Công còn nhỏ đó, để qua cái Lý Chí Hải đó. Bây giờ chúng ta search thử Lý Chí Hải ở trên, chúng ta sẽ thấy được là sẽ nói về cái lý lịch của Lý Chí Hải, nó giỏi về cờ tướng như thế nào. Khi mà nó qua bên Việt Nam, nó muốn giống như là đấu với ông ngoại của Đức Quốc Công đó. Nhưng mà ở cái thời điểm đó đó, vì nó rất là giỏi và rất là hăng, nên nói về tâm lý đó là nó đã chiếm thượng phong. Nên ông ngoại của Đức Quốc Công có thể nghĩ rằng là ông có thể không thắng cái tên này, nên thôi kêu Đức Quốc Công ra ứng phó với cái tên đó. Đó, thì thời bây giờ đó là Đức Quốc Công là cũng ra như là đấu với cái tên Lý Chí Hải đó. Nhưng mà như chúng ta thấy, có phải ở cái thời đó là Đức Quốc Công là một người giống như là thiếu niên thôi, nhưng mà tại sao có thể hạ gục cái ván cờ tướng đó đối với Lý Chí Hải? Nên nhiều khi mình mới thấy ra có nhiều cái mà mình thấy nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Có bao giờ ngờ một vị thiếu niên mà có thể hạ gục được một tên cờ tướng mà đứng, có thể là kêu là đứng nhất Đông Nam Á thời bấy giờ? Đó, đồng bào suy nghĩ đi. Bởi vì nói tới Đức Quốc Công là vừa kêu là có nhiều thiên phú lắm. Bởi vậy nhiều khi mình mới thấy tiền kiếp của Đức Quốc Công cũng có thể là nhiều kiếp, là Ngài đã dày công trong nhiều kiếp. Bởi vậy có khi là cái thông minh của Ngài nó tự có, nó ở trong đó, từ nhỏ cái thông minh đã tự có rồi. Nên nhiều khi Ngài làm những cái việc gì đó mình không có tưởng tượng ra được. Vì cái nhiều khi Ngài làm là tự động nó ra luôn. Giống như là khi mà giúp người, những cái mẫu chuyện mà chúng tôi kể về khi mà sau này rồi Ngài đi vượt biên rồi vượt tù này kia nọ, có nhiều cái việc lắm. Rồi giờ chúng ta nói, như chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó, là trong cái cuộc chiến Việt Nam đó, tất cả bom đạn mà sử dụng trong Việt Nam đó bằng gấp 10 bom đạn của đệ nhị thế chiến cộng lại, mà 25-30% là thả xuống thành Quảng Trị. Mà cái năm 72 là kêu là năm mùa hè đỏ lửa đó, là ở thành, ở ngoài Quảng Trị đó, là năm rất là khốc liệt. Mà Đức Quốc Công thì đóng ở cái địa đầu giới tuyến đó luôn, ở ngay sông Vĩnh Định đó, thì cho đồng bào biết là nó khốc liệt đến cỡ nào. Nhưng mà ông đâu có bị hề hứng gì đâu đó, nên ông cũng đã được che chở này kia nọ ở trong đó hết. Nên có nhiều cái việc chúng ta không có thể tưởng tượng ra được, vì đây là quá khứ đó. Nên nhiều khi chúng ta quay ngược lại trong quá khứ để chúng ta kiểm chứng những cái gì mà Ngài trải qua. Có thể là Ngài được Thượng Đế che chở này kia ở trong cái thời đó, để cho Ngài thấy những cái việc mà thăng trầm của đất nước này kia nọ trong đó, mình đâu có biết được. Đó là cái sự mà Thượng Đế sắp đặt. Bởi vậy nhiều khi mình mới nghĩ lại là tại sao đó Ngài khi mà qua Hoa Kỳ rồi đó, là mới hy sinh từ những người mà chân ướt chân ráo tới hai bàn tay trắng, mà lại trở thành những người mà giỏi về điện toán,
rồi chế ra một cái hệ thống BIOS mà tới tận bây giờ là như chúng tôi đang ngồi nói chuyện là dùng laptop, dùng PC, là dùng computer đó. Mà bây giờ cái hệ thống BIOS đó cũng chưa được một cái nhà mà kêu là chuyên viên điện toán hoặc là kỹ sư điện toán nào mà có thể chế ra một cái hệ thống mới đó. Đó, trong khi chúng ta có nguyên một cái Silicon Valley của Hoa Kỳ đó, biết bao nhiêu công nghệ, nhưng mà thực sự ra tới tận bây giờ cũng chưa có người nào mà chế ra một cái hệ thống BIOS nó tốt hơn cái của Đức Quốc Công đó. Nên nhiều khi mình cứ nghĩ miên man đến những cái việc thần kỳ đó, thì chúng ta thấy là giống như là Đức Quốc Công là một người rất là thông minh. Mà không những vậy nha, nhiều khi đi học cái kêu là trở thành chuyên viên điện toán đó, cái học đó là 2 năm rưỡi, nhưng mà ngày học có 3 tháng rưỡi thôi. Đó là thi và thi đậu, mà thi đậu cao nữa. Bởi vì cái trường đó nó giật mình và nó không tin, nó tưởng là Đức Quốc Công là giống như là thi gian lận, nên nó bắt ngài phải thi lại một lần nữa. Đó, mà ngài mới nói là tôi thi lại một lần nữa cũng được, nhưng mà nếu mà tôi đậu đó là phải treo cái lá cờ quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa ngang hàng với lá quốc kỳ của Hoa Kỳ ở trong cái trường đại học đó. Đó, mà người ta cũng chấp nhận và ngài cũng thi lại và cũng đậu cái điểm đó, cũng giống như kỳ trước. Đồng bào thấy không? Đó, đây là những cái chuyện mà trong quá khứ mà giờ chúng ta quay lại, chúng ta kiểm chứng lại những cái việc đó thôi, để chúng ta thấy. Nên nhiều khi mình nghĩ đến cái tiểu sử của Đức Quốc Công đó, mình mới thấy ra được. Đó. Rồi bây giờ chúng tôi chia sẻ tiếp tục. Giải tan hiểm họa, kiềm gông ngoại thù. Đó, đó là mới là mình mới dùng mà kêu là ra tay hỏa lực thần công đó, mới kìm lại cái sự mà tiến quân của Tàu thôi. Đó, rồi sau đó mới kêu là Hà Ninh bắt trận tử phù, tỉnh cơn ác mộng, bắt thù lập công. Đó, bắt đầu là bây giờ nè, mới nói là tới những tên cộng sản đó, nó mới giống như là tỉnh cơn ác mộng đó, nó mới biết là bây giờ là họa mà Tàu này kia nọ nấy này kia, nó phủ xuống này kia đó, bây giờ là nó phải tỉnh cơn ác mộng để nó bắt thù, là bắt kẻ thù, là bắt mấy thằng Tàu Cộng đó để lập công đó. Đất liền xuất tướng thần phong, 12 tinh tú thiên không ứng điềm. Cái hai cái câu này chúng ta tôi chưa có nghĩ ra đó, tôi chưa có suy nghĩ ra, nhưng cái câu kế đó là dễ. Tân dân thay thế búa liềm là cái thuyết tân dân chủ của Đức Quốc Công đưa ra năm 1987 đó. Bởi vậy trong cái bài sấm này đó là nói về đất nước Việt Nam của chúng ta và nói về một vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam của chúng ta ra đời. Mà nói cái vị lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta ra đời đó dùng cái thuyết gì mà để giống như là hưng thịnh lại nhân loại. Trước tiên là đất nước Việt Nam của chúng ta và sau là thế giới. Đó, thì như cái bài kỳ trước, cái đoạn kỳ trước chúng tôi đã trình bày, cái đoạn nó nằm ở đằng sau mà chúng tôi trình bày trước, là nói tới cái thuyết tân dân chủ. Thì chúng tôi cũng đã trình bày với đồng bào đó là 2500 năm trước đó, khi mà Đức Phật Thích Ca đó trước khi mà nhập Niết Bàn đó, là ông cũng đã nói với đệ tử của ông đó, là 2500 năm sau cái thuyết của ông đó không còn độ thế nữa. Bây giờ chúng ta cũng thấy rồi đó. Bây giờ là cái thuyết đạo Phật, chúng ta thấy ông nó rối ren như thế nào và đã bị phân rã, bị phân hóa, rồi bị nó chia ra thành rất là nhiều mảnh mà cái cách mà tu hành bây giờ nó không còn giống như cái đường lối của Đức Phật Thích Ca. Và Đức Phật Thích Ca nói là 2500 năm sau đó thì cái thuyết của ông nó không còn độ nhân độ thế được nữa, nhưng mà 2000 năm á thì đi vào cái mạt pháp, đi vào thời mạt pháp, đó là vào thời ma quỷ đó. Thì cái thời ma quỷ đã cách đây 500 năm rồi, và bây giờ chúng ta đã đi đến cái đáy của cái thời ma quỷ, là cái cuối của cái thời mạt pháp. Nên bây giờ đó ma quỷ nó ra hết đó, luôn cả những nước Hoa Kỳ là những nước mà vinh danh chính nghĩa nha, để đi dẹp loạn trên toàn thế giới đó. Và họ kêu gọi đồng minh để đi dẹp loạn trên toàn thế giới đó. Mà đồng bào có thấy bây giờ đó, nước Mỹ thay trắng đổi đen như thế nào, những con người mà vinh danh
Bây giờ là hầu như là đều đeo mặt nạ của ma quỷ này kia nọ đó, chúng ta thấy không? Thì nói chi về đất nước Việt Nam của chúng ta, và nói chi là người Việt này kia nọ trong đó, đó. Bởi vậy nhiều khi trong cái cuộc chiến này chỉ phải đem cái tâm đạo của mình ra, mình mới có thể so sánh này kia, và mình tin vào cái đức tin của mình thôi. Nếu mà mình không có tâm đạo, mình không có đức tin, ví dụ như chúng tôi mà không có cái đức tin đối với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, mà cứ chạy đi theo, nghe theo cái đài này, cái đài nọ, cái đài kia chẳng hạn, có biết bao nhiêu triệu người Việt chạy theo đài này, đài kia, có phải nhức đầu lắm không? Còn không, trong khi chúng tôi đâu có cần phải đi theo đài nào, đài này, đài nọ, đài kia đâu. Vì chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó. Mà khi mình tin tưởng tuyệt đối rồi thì mình đâu có cần phải nghe cái này kia để mình phân tâm này kia nọ như thế nào. Vì cái cuộc chiến này là trước sau nó sẽ tới. Và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cũng đã thuyết giảng cho chúng tôi cuộc chiến này trước sau nó cũng sẽ tới, đi tới cái hồi kết. Và nó càng đi tới cái hồi kết thì nó càng khốc liệt. Đó. Vì ma quỷ nó đâu có thể ngồi đó mà để cho mình đánh nó này kia nọ, đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui này kia đâu. Nó phải phản đòn, nó phải dùng dãy, nó phải này phải kia chứ. Đó, nên bây giờ là hai bên mà choảng nhau đó, là rùi mũi này kia là cũng chết hết. Nên chúng ta phải bình tâm và chúng ta phải suy xét và chúng ta phải chọn chính tà đó. Bây giờ là chúng ta không còn là nói về cộng sản, không phải nói về tư bản này kia nọ. Cái thuyết cộng sản và cái thuyết tư bản, hai cái thuyết đó đó là hiện tại là chúng ta có hai phe để đối lập nhau trong cái việc đó. Nhưng hai cái thuyết đó đó là nó lẫn lộn lẫn nhau. Như chúng tôi cũng đã trình bày đó, cái thuyết cộng sản đó, thì bây giờ chúng ta thấy là cái người Hoa Kỳ hầu như là họ giống như là cái cực điểm của tư bản là đi đến cộng sản đó. Thì bây giờ cái cực thịnh của tư bản thì nó đi tới cộng sản. Cộng sản là bây giờ họ có biết bao nhiêu tập đoàn này kia nọ với nhau, và trong đó nó có biết bao nhiêu là người mà kêu là chung, tài sản chung trong cái tập đoàn đó. Rồi nói về cộng sản đi tới cái cực điểm của cộng sản đó, mà bây giờ nó biến thành tư bản, là bây giờ nó mấy thằng cộng sản nó lấy của chung để đi làm của riêng đó, đồng bào thấy chưa đó. Nó vinh danh là nó là cộng sản này kia nọ, nó lấy biết bao nhiêu tiền của dân này kia, cuối cùng rồi đó là nó chạy vô cái túi riêng của nó hết đó. Nên hai cái thuyết cộng sản và tư bản đó, nó lẫn lộn này kia trong cái cuộc chiến này, và hầu như nó là ma quỷ này kia nọ để nó mị dân này kia nọ mà thôi. Nên hai cái thuyết đó nó không còn được kêu là ứng này kia nọ nữa, nó không còn đúng nữa đó, phải nói là cái chất nó không còn đúng nữa đó. Nên bây giờ nói tư bản thì trong tư bản nó cũng có cái ác ở trong đó. Vì sao? Vì bây giờ là nó đã biến thành là cộng sản này kia nọ rồi. Nó càng lớn, nó càng cực thịnh thì nó biến giống như là thành cộng sản. Bây giờ chúng ta thấy cái cực của cộng sản thì nó cũng đã trở thành tư bản. Vì mấy thằng cộng sản là bây giờ nó có của riêng hết. Nó mà tiền là tiền triệu, tiền tỷ. Nó đồng bào thấy chưa? Nên hai cái thuyết đó không còn nữa. Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái việc là chính tà, đúng sai, thiện ác chính tà thôi. Bây giờ chúng ta thấy những cái diễn biến đó, chúng ta thấy đó, cái đó nó đúng hay không đúng, đó là đúng hay sai thôi, rồi thiện hay ác, rồi chính hay tà, và chúng ta tự chọn, chứ chúng ta không còn phải đi theo những cái thuyết đó nữa. Và sau này cái thuyết tân dân chủ sẽ đưa cái nhân loại này đi lên một cái tầng nữa. Bởi vậy đó là Đức Phật Thích Ca ổng cũng đã nói 2500 năm trước là sẽ có một Phật vương xuống thế và sẽ đưa ra một cái thuyết cho nhân loại. Đó, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái thuyết đó là cái thuyết tân dân chủ. Đó. Sau này khi chính phủ về nước, khi Đức Quốc Công về nước thì đồng bào sẽ thấy cái thuyết tân dân chủ nó như thế nào. Đó, tân dân thay thế búa liềm. Bởi vậy trong cái bài sấm này cái chữ tân dân đã đi lặp lại rất là nhiều lần để cho đồng bào biết đây là cái thuyết sẽ cứu muôn loài đó. Tân dân thay thế búa liềm, cứu dân đảo nạn, nổi niềm đoàn viên. Đó, đồng bào thấy chưa? Đây là cái thuyết mà cứu dân, trước tiên là dân Việt Nam, sau này là kêu là dân thế giới luôn. Đó, nổi niềm đoàn viên, trong ngoài thuận hiệp kết liên. Đó là sau này là người trong người ngoài, là nói cũng là nói cái riêng và cái chung, nói riêng là người Việt và nói chung là thế giới. Đó,
trong ngoài, thuận hiệp kết liên, từ xa mặt vắng, thiên tiên hưng kỳ. Đó, đó là từ xa mặt vắng lại nhắc đến Đức Quốc Công một lần nữa. Đó, là Ngài ở trong sa mạc tu thiền định có 20 năm. Đó, tiên thiên hưng kỳ. Đó là nói một người mà giống như là ở trên từ Thượng Đế phái xuống để hưng kỳ là giống là dựng cờ đó. Đó, hộ trì Thánh Chúa Tử Vi. Ở cái câu này thì chúng tôi chưa có hiểu lắm, nhưng khi chúng tôi đọc tới cái việc mà Thánh Chúa thì đương nhiên chúng tôi biết, nhưng hộ trì là tôi nghĩ có thể rằng là có nhiều người cùng xuống với Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân để giống như làm hộ pháp cho Ngài. Đó. Và Tử Vi thì nói về cái việc mà tiên kêu là tiên đoán. Vì khi chúng ta nói Tử Vi là chúng ta nói về cái mệnh, cái vận mệnh. Thì tôi nghĩ là hộ trì Thánh Chúa Tử Vi là nói cái vận mệnh là sẽ có rất là nhiều vị xuống để hỗ trợ cho Thánh Chúa, là nói hỗ trợ cho Đức Quốc Công. Thiên tòa Phật độ ngay vì muôn năm đó. Vì khi mà cái thuyết Tân Dân Chủ đưa ra đó cho người dân và người dân được hưởng, đó là mình sẽ sống trong một cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức, là một cái thời mà người dân có đầy đủ no ấm này kia, giống như nhà cũng có, xe cũng có, giống như là những cái mà hạnh phúc cơ bản của người dân đều có hết, nên họ không còn ham muốn mà tranh giành này kia nọ với nhau nữa đó. Thì tới cái thời đó rồi đó, thì giống như là mới cái thuyết Tân Dân Chủ đó, nó mới kéo dài đến kêu là muôn năm, là nhiều năm. Mình không biết là kéo dài bao nhiêu năm, nhưng chúng tôi có coi nhiều cái tài liệu đó mà cho chúng ta thấy cái vận hành của nhân loại mà lên xuống đó là cách nhau là khoảng 5.000 năm. Đó, thì trong 5.000 năm đó đó, cái vận hành là lên cực thịnh và xuống cực suy, và cứ nó xoay chuyển như vậy là mỗi cái là 5.000 năm. Thì lúc mà, như chúng nói, lúc mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì nó bắt đầu từ cái cực thịnh, rồi nó tốn 2.500 năm sau để nó đi tới cái cực suy, là như bây giờ là thời kêu là cuối của cái thời Hạ Quân đó. Và bây giờ là chuẩn bị chúng ta bước qua cái thời Thượng Quân, là có một vị kêu là Phật Vương sẽ xuống thế đó để giúp cho nhân loại để vượt qua và có thể kéo dài cái thịnh trị này, cái thời Thượng Quân lên tới là 2.500 năm sau. Đó, chúng tôi chỉ nghĩ vậy thôi, vì qua những cái khoa học mà những cái nghiên cứu của trên những người khoa học gia trên toàn thế giới đó, thì cũng chỉ ra được cho chúng ta thấy đó là cái kêu là cái cycle, là cái một cái chu kỳ đó. Đó, một cái chu kỳ của nhân loại mà từ thịnh tới suy, tới quay ngược tới thịnh đó, là 5.000 năm. Đó, thì có thể nó nằm vô trong những cái con số mà như chúng ta đã thấy ra được, hay là một cái trùng hợp, mình không có biết. Đó, vì mình chỉ sống được có vài chục năm thôi, nên những cái việc mà mình nói tới là ngàn năm này kia thì có thể là một cái trùng hợp hoặc một cái sự sắp đặt của Thượng Đế, mình đâu có biết được. Mình chỉ giải thích theo cái gì mình hiểu thôi. Thì chúng tôi cũng giải thích theo cái gì chúng tôi hiểu. Đó là hộ trì Thánh Chúa Tử Vi, thiên tòa Phật độ ngay vì muôn năm, thương dân chẳng khá tu thân. Đó, thương dân chẳng khá tu thân, mắt phàm đã bị tranh phân thảm sầu. Đó, như đồng bào thấy không? Ở đây là nói thương dân chẳng khá tu thân. Khi mà mình thương dân, ai sẽ thương dân? Đó, thì mình nói là có phải là một vị lãnh đạo mà thương dân không? Thì phải tu thân. Đó, nên nhiều khi nói tới nói lui mà mình hiểu, càng hiểu về tiểu sử của Đức Quốc Công đó, thì mình mới càng thấy, khi mà mình đọc ra là tự nhiên mình thấy là thương dân. Ngài thương dân bằng cách nào? Ngài hy sinh luôn cả về gia đình. Trước tiên mà thấy, nói về cái hy sinh qua bên Mỹ đấu tranh. Bây giờ nói tới cái việc mà thương dân, có qua nhiều cái thương dân, thương theo từ ít lên nhiều. Ít đó mình nói, thí dụ như Ngài điều khiển cái con tàu VNKG-0602, trên đó có 524 thuyền nhân thôi. Thì Ngài lèo lái cái con tàu đó vượt biển để đi tới đảo Pulotanga của Mã Lai đó, mà tuy là bị cướp 14 lần, nhưng mà không có một người dân nào, đồng bào nào trên con tàu đó bị thiệt hại về kêu là nhân phẩm
hoặc là thiệt hại về tính mạng, hoặc là thiệt hại về cơ thể này kia nọ trong đó hết. Đó, chúng ta thấy không? Cũng là một cái sự mà thông minh của Ngài để khi điều khiển. Rồi trong cái việc đó, đó chúng ta cũng thấy đâu phải là cái con thuyền đó là đi là dễ dàng này kia nọ đâu. Ngay từ khi mà lên thuyền chẳng hạn, đó giống như là khi mà người dân lên thuyền thì Ngài phải đứng đó, Ngài đếm. Ngài đếm đầu người, vì Ngài là không phải tổ chức, nhưng mà Ngài là cái người mà giúp đứng ra tổ chức trong cái việc đó. Thì Ngài đếm những cái ngài cái người mà Ngài tìm này kia nọ đó, thì Ngài có cái danh sách nên Ngài phải đếm từng đầu người. Thì khi Ngài đứng, Ngài đếm cho người ta từ bước lên cầu mà đi bắt cái cầu mà lên tàu đó, thì trong khi đang làm như vậy thì khoảng chừng 300 người lên tàu rồi, thì cái thằng cộng sản nó chơi ác, là nó chơi nó cắt cái dây neo đó, thì cái tàu đó nó từ từ nó trôi, nó theo tại cái nước mà đang chảy mà nó từ từ nó trôi ra. Thì cái ván mà bắt lên trên từ bờ lên trên tàu đó, Ngài nó giạt ra và nó rớt xuống. Thì lúc mà Ngài đứng đó, Ngài đếm, thì Ngài thấy được cái ghe nó, cái tàu đó, nó dịch chuyển như vậy. Và cuối cùng đó, Ngài mới quay ra thì Ngài thấy là cái tàu nó đã trôi này kia nọ. Thì đùng một cái là Ngài bay xuống dưới sông luôn. Đó, thì như đồng bào thấy, Ngài đâu có suy nghĩ gì đâu, chứ thấy thấy như vậy là bay xuống sông luôn. Là vì nếu mà để cho cái dây neo đó mà nó rời bến này kia thì nó gặp rất là nhiều vấn đề, và trong khi còn cả 200 người là chưa lên tàu nữa đó, nên Ngài mới nhảy xuống sông mà nhắm ngay cái dây mấy thằng công an nó cắt, để nhắm ngay cái đó và bơi để chụp được cái dây đó, và giống như là quấn trong cái tay của mình và để trèo lên trên cái tàu lại đó, và từ từ mới lái cái tàu nó lại vô trong bờ. Như đồng bào thấy, khi mà nhảy như vậy mà ở cái thời điểm đó, như mình đi vượt biên, tất cả những người mà đã đi vượt biên sẽ thấy ra được cái thời điểm đó là có thể công an mà nó bắn mình cũng đâu có biết chừng được đó, hoặc là nhảy xuống dưới đó rồi đâm vô trong cái cây cối hoặc cái cọc cái này cái kia dưới lòng sông, sao mình biết được đó. Đồng bào suy nghĩ đi, nên nhiều cái việc đó, Ngài chỉ biết là Ngài thấy là Ngài nhảy xuống Ngài làm thôi, chứ không có một cái sự tính toán là đứng là cân đơ đông đếm là có làm như vậy có nguy hiểm không này kia nọ, không có. Không, Ngài chỉ thấy là cái việc đó là bay một cái là xuống liền. Đó là một sự kiện. Sự kiện thứ hai đó là khi mà lên tàu Tây Đức đi, được tàu Tây Đức vớt đó, thì giống như Ngài lên ở trên tàu và cuối cùng được tàu Tây Đức vớt, thì Ngài mừng đó. Cái này Ngài mừng xuống là Ngài muốn đem xuống dưới mà để sắp xếp cho người dân mà để chuẩn bị mà lên tàu Tây Đức đó, thì Ngài bay một cái cũng là từ ở trên cái bon tàu Tây Đức mà bay xuống dưới cái cano ở dưới. Nhiều khi á mình thấy mà trong cái đó là sóng biển nó đang dập dồn mà này kia nọ, nên nhiều khi những cái hành động của Ngài đâu có cái sự tính toán này kia, cho nó đâu phải là tôi đứng này tôi canh này kia nọ rồi xích ra này kia nọ trong đó đâu. Đó, Ngài chỉ thấy là Ngài bay xuống đó, nên nhiều khi mình thấy được có thể là những cái hành động đó của Ngài đó mới được, giống như là Thượng Đế, giống như là che chở, mình đâu có biết được là có như là thiên thần hoặc là ôm Ngài đặt xuống để cho rớt nó xuống ngay chỗ cái vị trí an toàn, mà đâu phải là một lần đâu, nhiều lần như vậy luôn đó. Rồi sau khi Ngài bay xuống như đó rồi, cuối cùng là được 524 người lên trên tàu hết. Là khi lên trên tàu Tây Đức hết rồi đó, thì Ngài lại nghe là có người là báo là ở dưới khoang tàu, ở dưới tàu ở dưới vẫn còn người, nên Ngài cũng bay một cái là từ ở trên đó xuống luôn đó. Nhưng mà có một cái đó mà tại sao chúng tôi nói là bay xuống, là vì ở một cái khoảng cách nó rất là cao, đến nỗi mà khi mà đứa con của Đức Quốc Công đó nhìn ở bên cái tàu bên này mà thấy Ngài bay từ ở trên đó xuống cái cano đó, thì đứa con của Đức Quốc Công cũng la lên nói là mẹ ơi cha bay, thấy không? Là nên một cái khoảng cách nó rất là cao ở trên đó mà bay xuống đó. Rồi sau khi mà đồng bào lên hết rồi, Ngài cũng được có người nói là có ai ở dưới khoang tàu, thì Ngài cũng bay một cái là xuống khoang tàu và chạy xuống dưới đó là lục ở dưới cái khoang tàu của mình coi còn có ai sót cái trong đó không. Mà đồng bào nghĩ đi, một cái tàu nó đủ lớn mà nó chở tới 524 người đó, bởi vậy Ngài lục ở dưới đó, Ngài chạy đi khắp cái bon tàu ở dưới đó để đi tìm những cái người coi còn người nào mà dính ở dưới đó không. Còn ở trên này
Đó thì người ta thấy, người ta tưởng là ai cũng lên hết này kia nọ rồi, thì tàu Tây Đức nó rời chỗ thôi. Đó, lúc mà ngài chạy ngài lục hết, đó đồng bào cứ nghĩ đi 500 người, bây giờ đồng bào cứ thấy đó. 500 người mà xếp hàng dọc thôi, để cho mình thử chạy đi một vòng á, mà tới 500 người là thử là biết bao xa đó. Đó, mà ngài chạy xuống đó lục hết trong khoang, khi mà chạy lên là trời đã tối. Đó, là tối là bắt đầu ngài chỉ thấy xa xa có cái bóng đèn, ánh đèn là của tàu Tây Đức nó rời đó. Đó, còn ở bên này thì tối om, nó đâu có đèn đuốc này kia nọ đâu, mà đồng bào chưa bao giờ biết ở ngoài biển mà ban đêm đâu, nó tối như mực vậy đó. Đó, nó tối om như mực vậy đó. Đó nên cuối cùng đó là, mà đâu phải đâu, rồi gió này kia nọ đủ thứ đó, nên cái chuyện đó thì chúng tôi sẽ kể sau. Giờ chúng ta quay lại cái bài sấm để cho chúng ta thấy đó, là thương dân chẳng khá tu thân. Thì những cái việc mà thương dân là từ cái việc nhỏ như vậy, rồi khi qua việc đấu tranh, rồi đấu tranh đó, như đồng bào thấy đó, là ngài cực lực phấn đấu trong 10 năm mà để trở thành triệu phú. Đó, vì thương dân thì ngài cũng bán hết tất cả những cái tài sản của mình mà đã gây dựng trong 10 năm phấn đấu đó, đó để lo cho 17 trại tị nạn đó. Mà trong khi đó, ở cái thời điểm đó thì giống như là cuối cái việc mà người Việt tị nạn đó, nên mà giống như là Hoa Kỳ họ đóng hết tất cả những cái chương trình mà tị nạn đó, đó nên cuối cùng là họ ép những người Việt đó hồi hương đó, nên cuối cùng là vì cái việc đó ngài cũng phải bán hết đó, nên ngài lo cho 17 trại tị nạn đó. Nên nhiều khi những cái gì mà Đức Quốc Công làm đó, nó quá cái sức tưởng tượng của chúng ta, trong khi ở cái thời điểm đó người Việt đó, như tôi thấy đó là qua, và thậm chí bây giờ cũng vậy đó. Như đừng nói gì Việt Nam, ví dụ người Việt ở đây tôi thấy giống như họ sống là họ thấy à, ví dụ như là ra đường là tôi phải có cái xe ngon hơn, ông nói chuyện là tôi phải có nhà nhiều hơn hoặc nhà đẹp hơn này kia nọ đó, vì họ hơn thua này kia nọ trong cái việc đó, và tới tận bây giờ cũng vậy luôn đó. Qua là giống như là nói chuyện là ồ, tôi có bao nhiêu cái nhà, con tôi là học đại học, con tôi là bác sĩ, kỹ sư, nói này kia đủ thứ đó. Còn đối với Đức Quốc Công đó, từ một người không có gì phấn đấu để trở thành một người triệu phú, từ một người triệu phú bán sạch hết để lo cho đồng bào, không những như vậy đi vào trong sa mạc tu thiền định, ở trong đó sống một cuộc đời khắc khổ mấy chục năm đó. Đồng bào suy nghĩ đi, có ai mà làm được như vậy không? Trong khi đó, nếu mà mình nói mình sống ở trong một cái hoàn cảnh mình không còn một con đường nào khác thì đó mình chịu, nhưng ở đây đó, ngài là một người triệu phú, ngài có thể sống như một người đế vương. Vì ở bên Hoa Kỳ mà triệu phú sống như người đế vương, nhưng mà tại sao ngài chọn cái con đường mà sống khắc nghiệt, mà hy sinh này kia nọ như vậy, bán hết vô trong sa mạc ở, mà vô trong sa mạc bằng cái lều nữa. Nhiều khi mỗi lần mà tôi nghĩ đến cái chuyện đó mà tôi suy ngẫm ra, nhiều khi thiệt mình thấy những cái gì mà Đức Quốc Công hy sinh không có ai mà có thể làm được. Nhiều khi mình đọc lại những cái chuyện mà quá khứ về kia, về giống như là Việt Vương Câu Tiễn này kia nọ, mình thấy vì những cái việc đó là những cái người đó là họ nằm trong cái hoàn cảnh họ không có con đường chọn lựa đó. Còn Đức Quốc Công là ông nằm trong cái con đường ông có thể chọn lựa, ông có thể giống như bao nhiêu người Việt khác đó, như đồng bào thấy bao nhiêu người Việt khác, nhưng tại sao ông chọn cái con đường thương dân yêu nước là phải hy sinh, phải bán hết, phải lo cho dân, phải đi vào tu tìm một con đường để giải thể cộng sản. Bởi vậy ngày hôm nay chúng ta mới thấy chỉ một mình Đức Quốc Công mới có một con đường giải thể cộng sản, chứ đâu có một cái người Việt nào mà trên thế giới này mà có một cái con đường nào mà để giải thể cộng sản cho đồng bào đó. Không có một con đường nào hết. Họ chỉ là tụ tập lại với nhau, họ mị dân, giống như là chúng tôi đã trình ở trên đó, giống như là nhiều khi ông chặn trình đó, ông cũng nói đó là những cái người đó là đội lốt người mà thôi, chứ thực sự ra là họ gạt gẫm cái lòng tin của người dân này kia nọ, họ tham gia vào trong đấu tranh và cuối cùng là tiền bạc hết. Và cộng sản nó lợi dụng những việc đó, nó đánh tan rã này kia nọ, tôi biết bao nhiêu người lầm tưởng vào trong những cái cộng đồng này kia nọ đó trong mấy chục năm nay, chứ đâu phải là mấy năm đâu, mấy chục năm, 40 mấy năm, 45 năm, từ khi năm 45 tới giờ, xin lỗi, từ năm 75 tới giờ là 45 năm rồi, một thời gian nó dài cả nửa thế kỷ lận,
nó đủ chứng minh được là người Việt hải ngoại làm được cái gì cho đồng bào trong nước? Chẳng làm được gì hết. Ngoài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân ra, không có một cái hội đoàn, một cá nhân nào làm được hết. Bởi vậy mới thương Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và những vị đã theo ngài này kia nọ cho tới tận bây giờ. Đồng bào suy nghĩ đi, một cái công cuộc đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ đất nước mà tại sao chỉ có vài người gánh như Đức Quốc Công và những vị trong Bộ Tư lệnh, nhưng mà những vị đó là già thành lão hết rồi. Đó, nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng thấy thương chứ. Bởi vậy nói là mắt phàm đã bị tranh phân thảm sầu đó, cứ tranh nhau đó, tối ngày là cứ tranh nhau thôi, đâu có ai mà chịu thua ai đâu. Đó, may thay tân chúa xuất đầu đó, đồng bào thấy chưa, may thay là có tân chúa xuất đầu. Cơ thần đoán biết phước cầu an dân đó. Nói ra cái câu này là đồng bào đã hiểu rồi đấy. Thinh không sấm dậy hồng trần, tan cơn binh biến muôn dân tĩnh lòng. Ở đây nó không có dễ đâu, giống như cái việc mà may thay tân chúa xuất đầu đó, là mình thấy là ngài đã bắt đầu xuất hiện đó, cho chúng ta thấy châu sau khi cái khúc ở dưới, cái khúc này nó nói khúc đầu nên khúc dưới mới nói về cái việc mà ngài phải đi vào trong sa mạc đó, là thần cơ đoán biết phước cầu an dân, thinh không sống dậy hồng trần. Cái câu này chúng tôi cũng chưa có nghiệm ra. Tan cơn binh biến muôn dân tĩnh lòng, thì khi mà tan cơn binh biến là người dân mới tỉnh, lúc đó là mới thấy ra được cái Đức Quốc Công là hy sinh làm như thế nào cho người dân. Đó là khi mà chính phủ về lãnh đạo đất nước, khi Đức Quốc Công về lãnh đạo đất nước thì đó là tan cơn binh biến, thì muôn dân tỉnh lòng rồi mới tỉnh lại. Đó, cái câu này thì cũng dễ, nhưng mà cái đó là chúng ta phải chờ. Đó, nhưng bây giờ ít nhất là chúng ta cũng đã có trên 7 triệu người đã thấy ra được. Đó, trần ai họa phước, luân thông dựng cơ nghiệp phước, minh mông hòa hài. Đó, cái này là nói về hậu vận. Rồi, nói đến Nam An, chấn Bắc non đoài. An Nam, xin lỗi, An Nam chấn Bắc non đoài, tân dân binh đạo trong ngoài dựng xây. Đó, đấy là khi mà ngài về đó, là dùng cái thuyết tân dân chủ đó, là trong ngoài nước là dựng xây, dựng kêu là tái thiết đất nước. Tu thân dưỡng tánh ơn thầy, trăm hoa nở sắc, họa này cứu nguy. Đó, bởi vậy khi mà dựng xây thì dựng xây trong đó nói nhiều, nói về tân dân minh đạo dựng xây, là dựng xây về đạo đức, về giáo dục, về này về kia xây dựng hết. Bởi vậy trong khi mà xây dựng về giáo dục, về đạo đức này kia nọ đó, thì trong đó đó mới kêu là tu thân, là không những giống như là người dân sống trong cái thời mà tân dân chủ đó, cái thời mà thượng nguân đó, đó thì mới được giống như là giáo dục này kia nọ đàng hoàng ở trong đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái người dân được tu thân, và tu thân là trong giáo dục cũng tu thân, mà trong tâm đạo cũng tu thân đó, mới nghĩ lại cái ơn thầy, là mới là tu thân dưỡng tánh, là nói về người dân đó, rồi mới nghĩ tới là ơn thầy là ơn của Đức Quốc Công đó, khi mà người dân sống trong cái thời thượng nguân đó rồi sẽ thấy ra được thôi. Thì ở đây là ông Trạng Trình á, đây là sấm của ông Trạng Trình đó, ông viết ra như vậy. Trăm hoa nở sắc, họa này cứu nguy đó. Như đồng bào thấy trăm hoa nở sắc là nói người dân mình á, là giống như là trăm hoa nở sắc, là giống như là nhiều người tài ba đó, trong cái khi mà được mà chính phủ về mà mở ra những cái giáo dục này kia nọ đó, thì người Việt mình thì như chúng tôi đã trình bày với đồng bào rồi, người Việt bản tánh rất là thông minh đó, chỉ cần một cái cơ hội hoặc là cần một cái xúc tác nào đó, đó là sẽ trở thành những người một cái sắc tộc rất là giỏi đó. Thì như đồng bào thấy đó, khi người Việt mà đi định cư trên thế giới đó, đó những cái sự thành công của người Việt đó, trên thế giới như thế nào trong mấy chục năm qua, mà so sánh với rất là nhiều sắc tộc là hầu như người Việt đứng đầu đó. Và không những đứng đầu mà còn mình nói là giúp luôn cả những cái sắc tộc khác nữa đó. Đó, chúng ta thấy
Bởi vậy người Việt mình rất là giỏi. Bởi vậy nó là trăm hoa nở sắc, họa này cứu nguy, là cứu đất nước mình đó. Mới không cần đất nước mình phải không cần phải can qua một cuộc mà thăng trầm này kia nọ nữa. Đó đây là nói về cái hậu vận đó, của sau khi giải thể cộng sản đó. Mười Phật trăm Phật triệu hay, bửu tòa nghiệm ứng lời thầy năm xưa. Đó này là nói thì khi mà người dân mà hưởng được và thấy được những cái điều này đó, đó thì bắt đầu mới nhớ lại cái lời thầy năm xưa. Lời thầy năm xưa là lời của ông Trạng Trình đó. Đây vì đây là sấm của ông Trạng Trình đó. Đó bởi vậy nhiều khi mình thấy ra được thì mới biết được là mới nghiệm ứng với lời thầy năm xưa là như vậy. Rồi cái câu này, cái bài này để chúng tôi coi nó đủ dài không, vì chúng ta cũng đã nhiều giờ tại cái đoạn này nó cũng rất là dài. Cái đoạn này nó cũng rất là dài. Nhưng chúng tôi sẽ đọc sơ qua thôi, rồi chúng tôi sẽ trình bày trong một cái livestream tới, vì cái đoạn này nó cũng hay. Vì cái đoạn này là nó nằm trước cái đoạn của cái livestream trước. Rồi chúng tôi sẽ đọc sơ cho đồng bào để đồng bào thấy. Một tay thầy có bát kinh. Một tay thầy có bát kinh, một tay con nắm tinh binh trở về. Ngựa kia đi trước hả hê, lợn ra đứng cổng, dê kia ứng điềm. Mưa sầu gió thảm liên miên, vững tâm mà đợi, nguyên niên gần kề. Tân dân xuất hiện thầy về, chỉ trong bốn bước não nề vụt bay. Lưng chừng trời đất Phật bay, chư tiên sánh bước mới hay thái bình. Lành thay quỷ đỏ tan binh, bạch mao xới đất lanh tay mặt trời. Năm hai gốc mục đâm trồi, chín năm đụng đỉnh rồng hồi cố hương. Mười năm chất chứa máu xương, chinh nam phạt bắc mà thương người hiền. Mười phần mất chính ưu phiền, nhưng ân đức tỏa nghiêng niên phục hồi. Đức căn đã cứu con côi, chín người lấy bảy cũng thôi phùng thời. Thân kia đã cứu lấy đời, không còn thảm nạn như lời di thư. Chẳng qua long vận long cư, hết oan tiền kiếp mới phù chính cương. Ai tu thì được giáp đường, cứu thân còn cứu người thương gia đình. Nạn qua cứu thoát sinh linh, năm châu trầu trực bình minh khải hoàng, bình minh khải hường. Tu thân cứu khổ khác thường, mặt trời đứng bóng là đường ra khơi. Cao minh cũng chỉ một đời, nắng thì che nón, mưa thời che thân. Đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ ngọn cần làm chi. Tranh nhau chỉ để chúng khi, hai đầu xuôi ngược tứ chi ngỡ ngàng. Lập ra thằng cuội ôm đàn, chối cha quên Chúa lỡ làng hai câu. Nghiệp oan do thiếu ân sâu, giải ân tích đức để cầu mai sau. Tam biên mời mọc mối màu, vài con đom đóm lào xào sáng trăng. Đó thì đây là nó kết thúc cái đoạn đó, và cái nó tiếp tới là vài con đom đóm lào xào sáng trăng, rồi tới cái đoạn mà chúng tôi đã trình bày cái livestream trước là đường kia khúc khỉu khó khăn, Chúa tôi xa lánh tiền căn đã tường, chỉ còn có một con đường hồi chào tụ nghĩa tâm thường bình an. Đó thì bây giờ chúng tôi quay lại, chúng tôi giải thích theo cái hiểu của chúng tôi ở cái khúc đó là một tay thầy có bát kinh, một tay con nắm tinh binh trở về. Ngựa kia đi trước hả hê, lợn ra đứng cổng, dê kia ứng điềm. Cái khúc này như chúng tôi nghĩ là nó nằm ở cái khúc mà
chúng tôi phải coi lại chị. Chúng tôi nói chúng tôi không, tôi không phải là người mà coi về tử vi đó, nên nói về cái năm năm con ngựa, năm con lợn, năm con dê đó, thì đây là những cái năm gần đây thôi, nhưng chúng tôi sẽ coi lại cái năm. Thí dụ như nói là ngựa kia đứng trước hả hê đó, thì như chúng ta thấy đó, một tay thầy có bát kinh, là nói là một tay thầy có bát kinh. Bát kinh có, chúng tôi nghĩ là có thể là tám cái cuộn kinh đó, bát là tám cái cuộn kinh, hoặc là nói là một tay thầy có bát kinh, là một tay thầy có kêu là binh thư đó đó, chúng tôi không biết được đó. Và vì chúng ta cũng biết được là Đức Quốc Công là một người là binh pháp rất là nhuần nhuyễn, nhất là binh pháp của Đức Thánh Vương Chẩn Đạo. Không những như vậy, ông còn tinh thông binh pháp Tôn Tử, rồi tinh thông binh pháp của Lục Thao, của Khương Tử Nha đó này kia đó, là ông rất là giỏi về binh pháp đó, nên nói Đức Quốc Công của chúng ta có rất là nhiều tài đó. Thì một tay thầy có bát kinh, một tay con nắm tinh binh trở về đó, thì có thể là nói về cái việc mà chính phủ về nước đó. Thì trước cái hiện tình đó, chúng ta thấy là ngựa kia đi trước hả hê. Ngựa kia là có thể là năm con ngựa là năm 2014 thì phải, tôi không nhớ. Nhưng mà nói về cái, nói là ngựa kia đi trước hả hê đó, là có thể là chúng ta thấy là năm mà siêu quyền lực đó gặp Đức Quốc Công đó, ở trong chụp hình với Đức Quốc Công, là đi gặp Đức Quốc Công đó, là nói về cái siêu quyền lực của Hoa Kỳ. Vì siêu quyền lực của Hoa Kỳ, như chúng ta thấy là đó là cái chính phủ Hoa Kỳ đó, còn tổng thống Hoa Kỳ chỉ là một người đưa ra cái chiến lược thôi đó. Tổng thống là những người dùng, giống như đi trong một cái chiến lược, mà cái chiến lược đó là cái chiến lược mà từ 8 tới 10 năm đó. Thì chúng ta thấy nó nằm trong hai cái nhiệm kỳ của một vị tổng thống đó. Còn nói về siêu quyền lực, là nói về chính phủ Hoa Kỳ, thì họ có cái chính sách cả trăm năm rồi đó. Nên khi mà Đức Quốc Công, khi mà chủ tịch siêu quyền lực đó là ông Jim Daytona đó, gặp Đức Quốc Công, thì có nói là ngựa kia đi trước hả hê. Có thể là ngựa là năm 2016 đó, ngựa kia đi trước hả hê. Thì chúng ta cũng thấy là chính phủ cũng đưa ra rất là nhiều cái bằng chứng này kia nọ, để cho đồng bào thấy là cái việc mà chính phủ bắt đầu kêu là ra mặt đó, là ra mặt trước này kia nọ đó, để cho đồng bào thấy đó. Rồi mới nói ra, mới nói là lợn kia đứng cổng, dê kia ứng điềm, tí sửu dần mèo tình tị ngọ, mùi thân dậu tuất hợi. Là có thể năm hợi, là có thể năm trước đó, hợi tí sửu dần mèo thìn tỷ ngọ, năm 2016, nó vòng vòng ở năm 2008, 2010 á, chúng tôi không có biết về cái khoảng thời gian đó. Nhưng chúng ta thấy đó là ở cái khúc dưới đó, là khi nói đến mà đi vào sa mạc tìm ta đó, thì đầu tiên đó là năm 2005 đó, là chính phủ Hoa Kỳ đã đi vào trong sa mạc tìm Đức Quốc Công. Rồi sau đó đó là Đức Quốc Công phải ngồi trong đó khoảng 5 năm sau, tại khi mà gặp lần đầu, đi vào trong sa mạc gặp lần đầu là mãi tới 5 năm sau rồi mới đi gặp lần thứ hai đó, là năm 2010, để mời Đức Quốc Công về thư viện Nixon đó, để tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đó. Đó nên nhiều khi chúng tôi không có rành về mấy cái việc mà thời gian của năm lợn hoặc năm dê, chúng tôi phải coi lại cái thời gian đó mới nói cho đồng bào biết được. Nhưng đây là cái quá khứ, cái đây đã xảy ra rồi đó. Đó thì mưa sầu gió thảm liên miên đó, lợn ra đứng cổng, dê kia ứng điềm, mưa sầu gió thảm liên miên, vững tâm mà đợi, nguyên niên gần kề, tân dân xuất hiện thầy về. Ok. Đó thì chúng tôi nghĩ như vậy thôi. Nhưng mình, chúng ta nói là mưa sầu gió thảm liên miên,
là nói đến cái đất nước Việt Nam của mình đó, là sẽ can qua một cuộc chiến. Thì ở đây tôi nghĩ là nói về chiến tranh, đây là cái trận chiến trong chiến tranh Việt Nam đó. Cái này là có thể là nói sơ qua trong cái trận chiến, lặp lại nói về cái trận chiến Việt Nam mình là mưa sầu gió thảm liên miên, vẫn tâm mà đợi nguyên niên gần kề, là cái ngày mà kêu là thành công đó. Đó là nó sẽ gần kề và phải kêu người dân, nó phải kêu là vững tâm mà đợi đó. Là đây là nói, thầy nói với những người mà đệ tử của mình đó. Tân dân xuất hiện thầy về. Đó thì đây là cái câu tân dân, lại lặp lại một câu tân dân một lần nữa. Là tân dân xuất hiện thầy về, chỉ trong bốn bước não nề vụt bay. Đó thì ở đây đó, tôi giải thích như vậy. Cái này tôi cũng mới nghĩ ra thôi. Là tân dân xuất hiện thầy về, là tân dân là Đức Quốc Công tuyên bố thuyết Tân Dân Chủ năm 1987, và ở đây nó cũng có nằm trong Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì chúng ta thấy đó, tân dân xuất hiện thầy về, thì thầy nói với đệ tử mình đó, là tân dân xuất hiện, khi nào mà thấy tân dân xuất hiện thì thầy sẽ về. Thì giờ chúng ta thấy năm tân dân là năm 1987, là khi Đức Quốc Công tuyên bố thuyết Tân Dân Chủ. Chỉ trong bốn bước não nề vụt bay. Thì giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ về cái việc này, về cái việc mà bốn bước, nghĩ chỉ trong bốn bước, là đây là thầy nói là chỉ trong bốn bước não nề vụt bay. Thì chúng ta thấy đi, bây giờ chúng ta quay lại từ năm 87, năm 77, năm 67, năm 57 và năm 47, phải không? Là có phải là 40 năm không? Thì đó là chỉ trong bốn bước đó. Là tôi nghĩ là chỉ trong 4 bước là 40 năm. Não nề vụt bay là trong 40 năm nó gặp rất là não nề, nhưng nó vụt bay là nó sẽ qua rất nhanh. Thì bây giờ chúng ta quay ngược lại đó. Chúng ta coi lại là từ khi mà Đức Quốc Công tuyên bố cái bản Tân Dân Chủ năm 87. Đó, thì bây giờ chúng ta coi lại trong quá khứ là thầy nói là chỉ trong 4 bước thôi. Khi nào mà Tân Dân xuất hiện thì thầy sẽ về. Chỉ trong bốn bước não nề vụt bay, thì coi trong cái bốn bước này đó, bao nhiêu cái não nề nó vụt bay, thì có thể nói là trong 40 năm, như là thầy nhắc là 40 năm sẽ qua, những cái việc mà não nề nó sẽ qua rất là nhanh. Nên não nề vụt bay là tôi nghĩ là sẽ qua, những cái chuyện buồn đó, những chuyện mà thăng trầm của đất nước đó, nó sẽ vụt bay, nó sẽ qua rất là nhanh trong 40 năm, là chỉ trong bốn bước, tôi nghĩ là như vậy. Đó là tân dân xuất hiện thầy về, chỉ trong bốn bước não nề vụt bay. Thì thầy nhắc đệ tử đó là ráng giống như là vững tâm mà đợi đó, là nguyên niên gần kề rồi, là cái ngày mà thành công đó, nó sẽ gần kề rồi đó. Bởi vì Đức thầy bị giết năm, hình như tôi nhớ là Đức thầy bị giết năm 1947 đó. Đó bởi vậy khi mà ngài bị giết, trước khi ngài bị giết, ngài biết cái ứng điềm, thì đây là cũng có thể là Trạng Trình thì Đức thầy cũng là tiền thân, kêu là hậu thân, Đức thầy Huỳnh Phú Sổ cũng là hậu thân của Đức thầy Tây An, Đức thầy Phật Tây An, rồi Đức thầy Phật Tây An cũng là tiền thân của ông Trạng Trình đó. Mình chỉ kêu là mình hiểu mơ mơ màng màng nó là như vậy thôi. Thì ở đây là cái sấm này của sấm ông Trạng Trình. Nhưng mà khi nói tới thầy thì tại vì cái kiếp này kiếp kia cũng là thầy thôi, nên nhiều khi thầy xưng nói chuyện với đệ tử thì cứ nói là thầy là như vậy đó. Tôi nghĩ như vậy thôi đó. Nên cái câu mà tân dân xuất hiện thầy về, chỉ trong bốn bước não nề vụt bay đó, thì cái đó là ngài Đức thầy nhắc đến khi mà cái thuyết tân dân xuất hiện thì sẽ thấy cái hiện tượng mà đó là thầy sẽ về, chỉ trong bốn bước là trong 40 năm đó, tôi nghĩ vậy. Lưng chừng trời Phật lưng chừng trời đất Phật bay. Thì chúng ta thấy đó, lưng chừng trời đất Phật bay, thì lưng chừng là mình nói ở giữa chừng không gian đó, thì có nhiều cái hiện tượng như là khí tượng cho chúng ta thấy, những cái điềm cho chúng ta thấy. Thì trong những cái điềm đó, như là chúng ta thấy vật xuống thế, hoặc khi chúng ta thấy rất là nhiều cái việc đó mình không có biết được, đó là cái điềm mà Thượng Đế cho chúng ta thấy thôi đó. Thì chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều cái điềm mà đã thấy trong
những tháng vừa qua, những năm vừa qua trong cái việc này. Chư tiên sánh bước mới hay thái bình, thì lúc nào đó mà mới thấy chư tiên sánh bước là những người mà tiên mà để theo theo Phật mà xuống, giống như xuống trần mà đánh với ma đó, với quỷ đó, thì khi chúng ta thấy nhiều, chúng ta mới khi mà thấy nhiều rồi thì mới thấy là thái bình. Nhưng hiện nay đó, như chúng ta thấy cái cuộc chiến nó đang diễn ra giữa thiện và ác, chính và tà, ma, giống như là Phật và ma quỷ đó, hiện nay là chúng ta đang thấy như vậy đó. Nhưng khi mà chúng ta thấy nhiều những người mà chính nghĩa đứng ra, chúng ta đâu biết là những người chính nghĩa đó là họ là từ tiên hạ phàm, họ tái sinh, họ giúp thầy để trong cái cuộc chiến ma quỷ này như thế nào, mình đâu có biết được. Đây là cái việc mà tương lai, để cho mình thấy tương lai gần đó. Đó. Lành thay quỷ đỏ tăng binh đó, cái này, cái câu này thì chúng ta thấy dễ biết là quỷ đỏ là cộng sản đó. Đó, vì cộng sản thì dùng cờ máu ở trên toàn thế giới luôn, những nước nào mà cộng sản thì chúng ta cũng biết là cái nền của nó là màu đỏ, là như máu rồi. Lành thay quỷ đỏ đó, là tan binh, bạch mao xới đất, lanh tay mặt trời. Cái câu này thì tôi không có hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ đó là lành thay quỷ đỏ tan binh, bạch mao xới đất, lanh tay mặt trời, có thể là nói đến bạch mao là nói tới cái bên bên tàu đó, là bên Mao Trạch Đông đó. Dưới cái thời mà lãnh đạo của Mao Trạch Đông đó, là người dân phải xới đất, lanh tay mặt trời, là tôi nghĩ là qua một cái nạn đói, cái nạn đói mà ở bên tàu đó, thì người dân phải giống dạng như là bới đất mà ăn luôn ở cái thời điểm đó, ở cái thập niên 50 đó. Đó. Rồi cái câu này nè là mới hay nè. 52 gốc mục đâm chồi đó, 52 là năm năm 1952 đó, gốc mục đâm chồi. Đó thì có phải Đức Quốc Công sinh năm 1952 không? Đó là lúc đó là gốc mục đâm chồi. Đó, chúng ta thấy không? Đây là những cái mà ông Trạng Trình cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta để ý và chúng ta quy động lại, cô động lại đó, 52 gốc mục đâm chồi đó, đây là 52 là năm 1952 đó, là nói cũng đến nói là cái năm sinh của Đức Quốc Công đó. Gốc mục đâm chồi đó là ngày sinh ra. 9 năm đủng đỉnh rồng hồi cố hương, ở đây nó có hai việc về cái việc 9 năm này đó. Như chúng nói 52 gốc mục đâm chồi là bắt đầu là đất nước mình đã có một vị xuống thế đó, Việt Nam mình có một vị xuống thế, và trong 9 năm đó đó thì nước Việt Nam mình mới kêu là đủng đỉnh hồi, kêu là rồng hồi cố hương. Đủng đỉnh là mới giống như là chập chững và phát triển lên như thế nào đó, là trong 9 năm đó đó. Rồi rồng hồi cố hương thì những cái biến cố từ khi mà Đức Quốc Công sinh ra cho tới 9 năm sau, những cái biến cố đó chúng ta thấy như thế nào đó. Rồng hồi cố hương thì chúng tôi có nghĩ là rồng là kêu là nói về một vị lãnh đạo, hoặc là rồng là nói đúng rồi, có thể nói là một vị lãnh đạo. Thì 9 năm đủng đỉnh rồng hồi cố hương thì đó là 9 năm kế, đó là chúng ta thấy là có cụ cố tổng thống Ngô Đình Diệm, và trong 9 năm thì ông lãnh đạo đó, ông cũng đưa đất nước Việt Nam mình lên là thành hòn ngọc và Viễn Đông. Nhưng đó là ở bên cái việc mà châu Á thôi đó. Thì 52 gốc mục đâm chồi là năm 52 là Đức Quốc Công sinh ra ra, và 9 năm sau đó thì từ Đức như ông Ngô Đình Diệm về năm 54 đó, đến năm 63 là 9 năm đó, là đủng đỉnh rồng hồi cố hương, 10 năm chất chứa máu xương đó. Thì khi mà chúng ta lầm tin về mấy cái thằng mà quỷ mà nó miệng nói như đờn đó, đó thì cuối cùng chúng ta giết đi một vị lãnh đạo đó. Thì tôi nghĩ cố tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là một vị thiên sứ mà thượng đế phái xuống đó. Nên nhiều khi mình giết đi một vị mà trời Phật mà ban cho mình đó, thì cuối cùng là 10 năm kế theo đó đó là mình là chất chứa máu xương luôn. Thì chúng ta có thấy là từ khi mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm chết ở năm 63 và 10 năm sau đó, từ năm 63 đến năm 73, có phải đất nước của chúng ta đã nằm ở trong một cái mà chiến tranh mà khốc lửa
kêu là khốc liệt mà máu lửa nó mới kêu là, nó kêu là 10 năm chất chứa máu xương đó. Đó, chúng ta suy nghĩ lại đi coi có đúng hay không. Rồi câu kế này mới chứng minh ra được nè, chinh nam bắt phạt mà thương người hiền, đó là chết ráo đó. Chinh nam là gì? Là mấy thằng kêu là cộng sản đó, nó nam chinh đó. Chinh nam mình đọc ngược là nam chinh, là nó vào nó cướp miền Nam đó. Đó, nó nam chinh, nó cướp miền Nam. Rồi phạt bắt, thì ai phạt bắt? Là Hoa Kỳ đó, đem bom ra ngoài miền Bắc thả đó, vì để phạt mấy thằng cộng sản đó, nó chà đạp lên cái hiến kêu là hiệp định Geneva năm 54 đó, để nó xâm chiếm miền Nam, thì mà Hoa Kỳ mới đem bom ra miền Bắc thả đó. Nên nhiều khi chúng ta thấy đó, từ khi mà Đức Quốc Công sinh ra đó là năm 1952 đó, rồi kế tiếp là 9 năm đủng đỉnh rồng hồi cố hương, là có thể nói đến 9 năm của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, đó là ông về nước đó, rồng hồi cố hương là ông từ nước Mỹ trở về để lãnh đạo 9 năm và đủng đỉnh cũng đưa được cái miền Nam để lên thành Hòn Ngọc Viễn Đông. Đó là sau khi là cuối cùng là bị quỷ nó giết, là bị mấy thằng cộng sản nó giết. Nó giết xong rồi 10 năm sau đó, đó là 10 năm chất chứa máu xương. Bởi vậy từ năm 63 đến năm 73, 73 là kết thúc với cái hiệp định Paris năm 73 đó. Đó, bởi vậy 10 năm đó là 10 năm chất chứa máu xương đó. Rồi câu kế là nó ứng vào nè, là nam kêu là chinh nam phạt bắc, nó chinh nam là nghĩa là nam chinh là mấy thằng cộng sản nó nam chinh nó cướp miền Nam đó. Rồi nó phạt bắc là Mỹ là phạt cái người miền Bắc, đó đồng bào miền Bắc, thì cuối cùng nói là dân mình là người Việt giết người Việt, không qua cái trúng mưu của mấy thằng Tàu, nên mà thương người hiền đó. Bởi vì người Việt Nam mình kêu là người hiền là gì, là toàn dân tộc Việt Nam mình luôn. Vì dân tộc Việt Nam mình là dân tộc hiếu hòa chứ không có hiếu chiến, nên trúng vào cái mưu của thằng Tàu, trúng vào cái mưu của thằng Hồ Chí Minh, thằng cộng sản Tàu đó, đó đã đi theo thằng Tàu, nên cuối cùng rồi đó là chinh nam bắt phạt, là người Việt mình trúng vào cái mưu đó, nên mà thương người hiền là người Nam người Bắc là chết ráo hết trong cái trận này là vậy đó. Bị thằng Tàu nó dùng cái chiêu mà dùng củi đậu nấu đậu đó, dùng người Việt giết người Việt đó, đồng bào thấy chưa. Nên nhiều khi mình đọc cái sấm của ông Trạng Trình đó, mình thấy ra được đây là viết cách đây là 500 năm rồi đó. 10 phần mất chính ưu phiền, nhưng ân đức tỏa, nguyên niên phục hồi đó. Bởi vậy 10 phần mất chính ưu phiền thì nhưng ân đức tỏa, nguyên niên phục hồi, thì đây đó mới nói đó là bây giờ lại nói đến Đức Quốc Công nữa, là 10 phần mất chính ưu phiền, muốn 10 phần mà mất hết chính ưu phiền đấy, kêu làm để chúng tôi phải nói sao cho nó đúng ta. 10 phần mất chính ưu phiền là giống như là 10 phần mà mất hết chính ưu phiền đi, tức là mình 10 phần phiền mà hết chính, mất hết, bỏ, muốn bỏ chính cái phiền đó thì phải có kêu là nhưng ân đức, là phải có đức tỏa đó, phải có cái muốn 10 phần mà ưu phiền mà muốn mất hết chính thì phải có đức tỏa, là nguyên niên phục hồi thì mới cái thời thượng nguyên nó mới phục hồi. Cái niên là nói về cái năm thượng nguyên mới phục hồi. Thì tôi nghĩ là nhưng ân đức tỏa, nguyên niên phục hồi thì phải có cái mất hết 10 phần ưu phiền mà mất hết chính, muốn mất hết chính là phải có đức tỏa. Nhưng mà đức tỏa đó là ai mới tỏa những cái đức đó? Giờ chúng ta coi thử nguyên một cái cộng đồng người Việt hải ngoại trên 5 triệu người, nguyên một cái dân tộc Việt Nam mình cả 90 triệu người dân đó, ai có thể tỏa được cái đức đó ngoài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân? Cá nhân ông phải đi vào trong sa mạc, phải hy sinh, phải bỏ hết để cá nhân ông đi vào trong sa mạc, phải gánh cái nghiệp. Mà gánh cái nghiệp này là đâu phải cho giống như là người chính nghĩa không, hay người miền Nam không, hay là người miền Bắc không. Ông gánh luôn cả cái nghiệp cho ma quỷ luôn, là cho con người cộng sản luôn đó. Bởi vậy mới nói là khi mà gánh cái nghiệp đó rồi đó, bởi vậy mới có những cái
chủ trương và đường lối là bỏ cộng còn việc, việc không giết việc, dù biết rằng người cộng sản họ rất là ác, nhưng mà ông đã hy sinh đó, ông đã gánh những cái nghiệp đó cho con người cộng sản luôn. Bởi vậy những con người cộng sản đó, khi mà biết đến tiểu sử của Đức Quốc Công đó, thì hãy suy nghĩ những cái gì mình làm, mình đã được Đức Quốc Công là gánh nghiệp này kia nọ cho mình luôn, và bây giờ mình còn ngoan cố thì sau này đó, đó là mình bị đầy Côn Sơn thì cũng phải đáng chịu, phải không? Đó. Mười phần mất chính ưu phiền, nhưng ân đức tỏa, nguyên niên phục hồi. Nó muốn phục hồi cái niên kỷ thời Thượng Nguyên đó là phải có cái ân đức tỏa đó. Đức căn đã cứu con côi, này là đức căn đã cứu con côi. Cái đức căn này của Đức Quốc Công đó là tôi nghĩ đó là nhiều nhiều kiếp để lại đó, chứ không phải là một hai kiếp này kia. Đức căn này là phải nói nhiều kiếp để lại mới cứu được kêu là muôn loài với nhân loại đó. Đó nên nhiều khi mình đọc mình mới thấy ra được những cái gì mà Đức Quốc Công hy sinh. Bởi vậy nhiều khi mình nhìn lại mình thấy trên thế giới này giờ cũng có tới 7 tỷ. Mà mình thấy những cái người mà hy sinh mà trong quá khứ mà mình cho là những người vĩ nhân đó, nhiều khi mình thấy những cái người đó có thể làm được như những gì Đức Quốc Công làm hay không, hoặc là làm họ tự nguyện hay không, hay họ là bị giống như là đi vào trong một cái thế là họ không còn cách nào ngoài cái việc đứng lên. Đó. Nhiều khi mình phải nghĩ như vậy. Nên nhiều, bởi vậy nói ví dụ như cái việc đi mình đi giúp một người, ví dụ như mình có cái tài sản của mình có 100 đồng thôi, nhưng mà mình sẵn sàng mình đem 100 đồng đó mình đi giúp hết. Nó khác với cái người có 1.000 đồng mà đi giúp 200 đồng. Vì họ có 1.000 đồng mà họ giúp 200 đồng đó, là họ chỉ giúp có 20% cái tài sản của họ thôi, chứ họ không có giúp 100% giống như một người có 100 đồng đi giúp hết 100 đồng. Vì cái tâm của cái người 100 đồng đi giúp 100 đồng đó, hết 100 đồng đó, là cái tâm của họ. Mình đo lường vào cái tâm của họ. Đó. Nên Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân tuy là ông là một người triệu phú, nhưng ông là không phải là trăm triệu phú, ngàn triệu phú. Nhưng ông là một người mấy chục triệu phú. Và ông mà cũng không có quan trọng về cái việc đó nữa. Mà cái quan trọng là ông bán hết và ông đem hết những cái tiền đó để đi giúp cho 17 trại tị nạn, cho người dân. Đó là cái tấm lòng. Đó nên nhiều khi mình phải coi về cái tấm lòng của cái người đó. Nên nhiều khi mình nói tới cái đức căn của Đức Quốc Công đó, nhiều khi những cái gì mà ông làm đó là đã được giống như là nhiều cái tiền căn, nhiều cái kiếp trước để lại rồi. Đó. Nên giờ mà có, ví dụ như là phu nhân mà muốn cản đi, cũng cản không được. Ví dụ là như vậy. Nhưng mà nhiều khi là Thượng Đế đã sắp đặt mà khi Ngài gặp như phu nhân chẳng hạn, thì ví dụ như phu nhân cũng là nằm trong những người mà chịu đựng những cái chẳng hạn. Đó, nên nhiều khi mình thấy ra được cái việc đó đó. Nên mình mới thấy là tại sao một người cá nhân của Đức Quốc Công và giống như gia đình của Đức Quốc Công đó mà lại hy sinh. Vì Đức Quốc Công hy sinh là luôn cả gia đình ông phải hy sinh nữa chứ. Đâu phải là chỉ cá nhân Đức Quốc Công hy sinh luôn. Mà đây là cứu cả một cái dân tộc Việt Nam đang điêu linh. Nên nhiều khi mình nghĩ tới cái việc đó mình mới thấy ra được là giống như là cái đức căn của Đức Quốc Công là chỉ không có phải một kiếp đâu, mà tôi nghĩ là phải cả ngàn kiếp cộng lại đó. Bởi vậy mới nói đức căn mới cứu con côi, là cứu giống như là có thể là nhiều cái việc mà nói là con côi là nói về thời Đức Quốc Công còn nhỏ đi chẳng hạn đó. Tại sao là Ngài được che chở này kia nọ đó, trong khói đạn này kia nọ, trong cái thời điểm đó, rồi bao nhiêu cái việc mà Ngài làm, nhảy biết bao nhiêu lầu, từ nhảy lầu 3 xuống, nhảy xuống sông, nhảy trên tàu Tây Đức xuống 2 lần đó, những cái việc mà Ngài làm, rồi như là Ngài vào trong sa mạc đó, có nhiều cái việc mà chúng ta thấy chỉ có những cái đức mà của kiếp trước để lại thì Ngài mới có thể vượt qua được thôi đó. Nên nhiều khi mình đọc mà mình nghiệm mà, thì giống như tôi đọc mà tôi chỉ thấy ra được như vậy thôi, thì tôi chia sẻ với đồng bào theo cái cảm nghĩ của tôi. Chính người lấy bẫy cũng thôi phùng thời, thân kia đã cứu lấy đời. Đó, đồng bào thấy chưa? Đó, thân kia đã cứu lấy đời đó. Những cái đức mà Đức Quốc Công hy sinh đó, vào trong sa mạc tu rồi này kia nọ như thế nào đó, mới cứu được lấy đời.
không còn thảm nạn như lời Di Thư. Đó, cái câu này đó là như tôi nghĩ đó, là Đức Quốc Công đó, là một người phải gánh cái nghiệp của rất là nhiều. Bởi vậy có thể những cái nghiệp mà như 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Có thể nếu mà không có một người mà như Đức Quốc Công mà có thể gánh những cái nghiệp này, có thể dân tộc của chúng ta phải can qua một cuộc giống như là 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Hoặc là có thể nhân loại. Đó cũng có thể là nhân loại. 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thái Bình là mình nói về toàn trái đất này. Bởi vậy nhiều khi mình thấy khi mà Ngài đi vào trong sa mạc tu, rồi nhưng mà trước khi đó, đó Ngài đưa ra cái thuyết tân dân chủ chẳng hạn đó. Đến nhiều khi mình coi những cái đó, mình cô động lại đó, mình mới thấy là có nhiều cái đó, nó ứng với là Ngài là người giống như là có thể là Phật Vương mà xuống thế để cứu trước tiên là dân tộc Việt Nam của chúng ta, và sau này là cứu cả nhân loại qua cái thuyết tân dân chủ đó. Không còn thảm nạn như lời Thánh Thư, có thể là nhân loại nói chung và có thể dân tộc Việt Nam mình nói riêng không cần phải thảm nạn là can qua một cái cuộc mà chiến tranh, mà cuộc chết chóc nó tàn khốc đó, cũng là vì Ngài đã chịu những cái gian truân mà gánh nghiệp đó, cho người dân Việt Nam mình, cho cộng sản đó, cho quỷ này kia nọ trong đó. Chẳng qua long vận long cư, long vận long cư thì như chúng tôi có thể nghĩ rằng là cái vận nước, cái vận mệnh của Ngài là phải phải chịu những cái chịu đựng những cái nghiệp đó cho con người, cho người Việt mình, cho nhân loại. Nhưng mà Ngài còn bị giống như là ẩn cư đó, để hết oan tiền kiếp mới phù chính cương đó, phải gánh hết kêu là cái nỗi oan, cái tiền kiếp hay là cái nghiệp đó, nó gánh hết những cái nghiệp đó, của những cái người cộng sản, người dân, người Việt Nam này kia nọ đủ thứ. Nói chung là mình gánh, Ngài gánh nghiệp luôn cả cho việc mà ma quỷ luôn đó, tôi nghĩ vậy đó. Thì sau khi đó, đó hết oan tiền kiếp, hết gánh nghiệp đó rồi đó, thì mới mới phù chính cương đó, nó mới phù chính nghĩa. Ai tu thì được giáp đường đó, thì khi mà Ngài gánh nghiệp đó, cho những người đó, đó thì ai mà tu mà thấy ra được đó thì mới giáp đường, là cùng đường đi với Ngài. Thực sự ra đó, như theo tôi nghĩ đó, có nhiều người mà từ kiếp trước đó là không có giống như là cũng là kêu là kẻ thù với Ngài, mà kiếp này đó Ngài cũng xuống dưới đây và cũng nhận ra Ngài. Bởi vậy nói là ai kia tiền kiếp thiên tinh, kiếp này sẽ mở ánh minh, mở lòng, đã được ánh minh mở lòng đó. Thì khi mà biết đến Đức Quốc Công và tham gia vào trong chính phủ đi, để được Ngài giáo huấn, Ngài huấn thị, Ngài chỉ dạy đó, Ngài đưa ra những cái tâm đạo này kia nọ để cho mình biết và mình theo, phải không? Thì ai mà có tu đó thì sẽ cùng đường đi. Và ai đương nhiên Ngài mở lòng ra, mà ai không có tu thì Ngài cũng đã gánh nghiệp cho những người đó, mà người đó chọn là không đi theo này kia nọ, là ra ngoài đánh phá, thì cái đó là cái cá nhân của họ đó. Bởi vậy mới nói là cứu thân còn cứu người thương gia đình. Bởi vậy mới nói là khi mà Ngài đã giống như là gánh nghiệp cho những cái người đó rồi, mà những người đó mà không theo, không này không kia, thì tự cái thân của người đó phải chịu thôi đó. Đó theo tôi nghĩ như vậy. Ai tu thì được giáp đường, cứu thân còn cứu đó, thì cứu thân còn cứu người thương gia đình. Nạn qua cứu thoát sinh linh, năm châu chầu trực bình minh khải hường. Nạn qua cứu thoát sinh linh, nạn qua cứu thoát sinh linh. Cái câu này thì tôi chưa có nghiệm ra, nhưng cái câu mà năm châu chầu trực bình minh khởi hường đó, cái câu này đó, thì như tôi nghĩ đó là khi mà Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân tu thiền định đó, ngoài cái việc mà Ngài tu thiền định ra,
Ngài cũng đi năm châu đó để giống như là nói về cái thuyết tân dân chủ, và đương nhiên nói về cái việc mà ký đặt mặt Hồ Chí Minh và nói về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để cho những người Việt mà trên toàn thế giới, luôn cả những người Tây, vì trong cái việc mà Đức Quốc Công mà đi năm châu đó, thì có phải là năm châu chầu trực, là mình giống như mình đi mình gặp những cái người đó, đó là mình giống như là để mình thuyết phục họ đó, hiểu đến chính phủ, để biết đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ký đặt mặt Hồ Chí Minh này kia nọ trong đó, để biết được là chính phủ là hiện hữu đó, đó là những cái việc mà ngài làm đó, theo tôi nghĩ là vậy. Năm châu chầu trực, bình minh khải hoàn, thì khi đó là mới có bình minh, là mới có ánh sáng, để sau này là khải hường, là khải hoàn, là chính phủ về đó, là ngài về đó, là về lãnh đạo đất nước đó. Nên đây là cũng nói về cái việc mà ngài, cái đức hy sinh của ngài là ngài phải tự giống như là dấn thân mà để đi làm những cái việc này đó. Đó là tôi nghĩ thôi. Tu thân cứu khổ khác thường, mặt trời đứng bóng là đường ra khơi đó. Tu thân cứu khổ khác thường, thì cái cách tu thân của ngài đó là nó khác thường với mấy người khác, phải không? Vì ngài đi vào trong sa mạc sống khắc khổ đó, đó này kia nọ, để gánh nghiệp này kia cho biết bao nhiêu người ở trong đó. Và chúng ta có thấy mà ai mà đi tu thân mà cái giống như cái kiểu giống như ngài không? Bởi vậy mới tu thân cứu khổ khác thường, là khác với những cái người thường kia, mà những cái người Phật hoặc là những người kia đi tu đó, ngài phải đi vào trong sa mạc này kia để sống đời khắc khổ mấy chục năm đó, để gánh nghiệp đó, và tìm ra một cái con đường cứu nước đó, tìm ra một cái sách lược để cứu nước đó, mới nói là tu thân cứu khổ khác thường, mặt trời đứng bóng là đường ra khơi. Ở cái này tôi thấy hay nè. Mặt trời đứng bóng là chúng ta thấy lúc nào là lúc mặt trời đứng bóng, đâu phải là 12 giờ là mặt trời đứng bóng đâu. Mặt trời đứng bóng là đúng là 11 giờ 11 phút. Đó là kêu là mặt trời đứng bóng. Thì có phải là mặt trời đứng bóng là ngày 11 tháng 11 đó, năm 2018 đó, ngày 11 tháng 11 giờ, lúc 11 giờ đó 11 phút đó là ngài đăng quang làm tổng thống của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì có phải là mặt trời đứng bóng hay không? Đó, chúng ta hãy suy nghĩ đi. Mặt trời đứng bóng là đường ra khơi, đó là ra khơi là về nước đó, là con đường đi về nước đó. Đó, mặt trời đứng bóng là đường ra khơi đó. Tôi nghĩ mặt trời đứng bóng là nói về ngài đứng lên nhận trọng nhiệm về tổng thống của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đó, là đường ra khơi, là con đường về nước đó. Cao minh cũng chỉ một đời, nắng thì che nón, mưa thời che thân đó. Ở đây đó là nói cao minh chỉ một đời, là tôi nghĩ là nói về những người mà người Việt hải ngoại đó. Ở đây là nói về những người Việt hải ngoại đó, là cao minh cũng chỉ một đời thôi. Nắng thì che nón, mưa thời che thân, thì có giỏi cách mấy, ở đây có thể nói là ông thầy nói có thể giỏi cách mấy đó, thì cũng chỉ có một đời thôi. Mà nắng thì cũng lấy nón mà che, mưa thì cũng phải che thân đó, mưa thì mưa thời che thân, nắng thì cũng giống như những cái người người có giỏi cách mấy, thì nắng thì cũng phải tìm nón mà che, mưa thì cũng tìm dù mà che thôi đó, để che cái thân thôi đó. Bởi vậy á, ở đây á thì nói giống như là cao minh cũng chỉ một đời, nắng thì che nón, mưa thời che thân đó, thì giỏi cách mấy thì cũng không có qua được ý trời, cũng không có qua được tôi nghĩ vậy, giỏi cách mấy cũng không qua được ý trời. Nên cái câu kế này nó có thể liên quan đó, là đừng nên bỏ Chúa theo thần. Thì như chúng ta thấy cái này có thể nói là về cái cộng đồng người Việt hải ngoại đó. Bởi vậy người cộng đồng người Việt mình hải ngoại hiện nay, như chúng ta thấy đi, chúng ta giống như là chạy theo cái kêu là Tây Phương đó, giống như chúng ta chạy theo Tây Phương. Bởi vậy chúng ta có một vị tổng thống thương dân yêu nước, biết nằm gai nếm mật này kia, trải qua biết bao nhiêu hy sinh này kia đó, chúng ta mà chúng ta không theo, chúng ta chạy theo
Tổng thống Hoa Kỳ. Chẳng là chẳng đại loại là như vậy. Đó, bởi vậy là thầy nói đó, bởi vì là chỉ có đất nước của chúng ta, chỉ có chúng ta mới cứu được chúng ta mà thôi. Còn cái thế của Hoa Kỳ là cái thế là được lợi, cùng lợi với nhau thì chúng ta là đồng minh. Đó, nó cũng không phải là đồng minh mãi mãi. Phải không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra những mà cái lợi cho nhau mà có thể là tồn tại mãi mãi thì càng tốt. Đó, nhưng mà dân tộc chúng ta thì cũng phải cứu lấy dân tộc của chúng ta. Đó, bởi vậy thầy mới nói là đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ ngọn cần làm chi. Đó, chúng ta thấy không? Nếu tổ tiên chúng ta mà chúng ta còn không nhận này kia nọ thì chúng ta nhận cái ngọn để làm gì? Bởi vậy cái câu này tôi nghĩ thôi, cá nhân của chúng tôi nghĩ là như vậy. Đừng nên bỏ Chúa theo thần, là ý nói đó là đừng có nên bỏ những người lãnh đạo của mình mà đi theo những người lãnh đạo khác. Ở đây tôi nghĩ là cái khúc này là nói về cái cộng đồng người Việt hải ngoại đó. Gốc mà không giữ ngọn cần làm chi? Đó, cái gốc mình không giữ được thì cái ngọn mình cần làm gì? Cuối cùng rồi cũng mất thôi. Tranh nhau chỉ để chúng khi, đó, hai đầu xuôi ngược tứ chi ngỡ ngàng. Đó, chúng ta thấy không? Ý nói cái hai đầu xuôi ngược tứ chi ngỡ ngàng là ai cũng muốn cầm đầu đó. Bởi vì ai cũng muốn cầm đầu thì đâu có mà lãnh đạo, mà không có lãnh đạo thì tứ chi nó đi đông đi tây, đi nam đi bắc đó. Bởi vì nó đâu có đi cùng một cái hướng đâu. Bởi vậy đây là nói những người Việt hải ngoại đó, cao minh chỉ có một đời, nắng thì che nón, mưa thời che thân. Đó, đừng có nên bỏ Chúa theo thần. Đây là tôi nghĩ là cái khúc này là chỉ nhắc cái người Việt hải ngoại đó. Những người Việt hải ngoại mình chúng ta có nhiều người tài lắm, nhưng mà có thể họ cho họ cao này kia nọ, nên cái tôi cao quá nên không có nhìn ra được ai là lãnh đạo đó. Bởi vậy ai cũng muốn lãnh đạo, ai cũng muốn là mình là nhất hết. Nên cuối cùng rồi đó là Đức Thầy cũng nhìn ra được cái việc đó từ 500 năm trước. Nên mới nói là cao minh cũng chỉ một đời thôi. Nắng thì che nón, mưa thời che thân. Đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ ngọn cần làm chi. Tranh nhau chỉ để chúng khi. Đó, như chúng tôi trình bày hồi nãy đó. Tranh nhau thì người Việt mình qua hải ngoại thì cũng vậy thôi. Hơn nhau đi ra ngoài mà kể cho nhau nghe thì cũng nói là con tôi là bác sĩ, kỹ sư này kia nọ, nhà tôi là thế này, thế kia, thế nọ, xe tôi thế này, thế kia, thế nọ, cũng vậy thôi. Không có khác gì lắm về cái đồng bào ở người Việt mình ở quốc nội. Nhưng mà đồng bào mình ở quốc nội thì thảm thương hơn, vì không có cái khả năng, vì không có cái này kia, vì bị Cộng sản nó cướp, nó cai trị, nó ngồi trên đầu rồi, thấy không? Đó, nên nhiều khi mình nghĩ lại mình thấy tội. Vì đồng bào mình là không, giống như không còn một cái con đường nào chọn lựa hết á. Còn người hải ngoại họ có con đường chọn lựa, nhưng mà tại sao họ không có chọn lựa là nhận tổ quy tông, mà họ lại kêu là hướng ngoại đó. Thì hiện nay chúng ta thấy như vậy. Bởi vì mình có chính phủ, mình có tổng thống, mình có một vị thương dân yêu nước này kia, mà họ đâu có quy ấy đâu. Họ thà là chạy theo là chính phủ Hoa Kỳ, vì họ nghĩ là chính phủ tổng thống Hoa Kỳ giỏi giang này kia nọ đủ thứ đó. Nhiều khi họ chạy theo những cái việc đó, nên nhiều khi mình nghĩ tới cái việc người Việt mình cũng thấy cái việc mà mình phải kêu nó là hướng, kêu là chuộng tây đó. Tôi cũng không biết là phải dùng như cái lời nào mà để tả trong cái việc đó nữa. Tôi nói thiệt, ở trong nước thì mình Cộng sản nó tạo cho người dân cái việc mà thiếu thốn, và khi người dân nhìn ra bên ngoài thì tất cả những cái công nghệ cái này cái kia của người dân hưởng đó thì cũng là từ ở bên Tây Phương đưa về. Thì người dân thấy cái đó mà người dân so sánh với con người Cộng sản thì người ta kêu là chuộng Tây này kia, mình không nói. Còn người Việt mình ở bên này đó, thì mình đã sống và lớn lên những cái việc đó, mình thừa biết được cái việc đó. Bởi vậy nhé, nhiều khi mình phải nhìn về đất nước mình đó, mình phải làm sao cho đất nước mình đó, được người dân mình này kia mà được hưởng những cái mà giống như mình ở đây, thì tôi nghĩ nó mới đúng đó. Thì bởi vậy nhiều khi
Đức Thầy có thể biết được là cái vận mệnh của đất nước mình đó, khi mà tới mà một vị mà Phật Vương ra đời đó, thì dân tộc Việt Nam cũng bị cái ảnh hưởng, có thể là bị về tư tưởng này kia nọ trong cái việc đó, nên cũng có thể là Ngài viết ra cái đoạn này để nhắc nhở những người Việt mà hải ngoại đó. Cao minh cũng chỉ một đời, nắng thì che nón, mưa thời che thân. À, giỏi cách mấy thì cũng giống như người thân, người bình thường thôi. Phải không? Nắng thì cũng lấy nón che, mưa thì cũng lấy dù che thân thôi. Đói thì cũng ăn ba bữa này kia cũng cho qua thôi. Chứ đâu có gì đấy đâu. Đừng nên bỏ Chúa theo thần. Gốc mà không giữ, ngọn cần làm chi? Chênh nhau chỉ để chúng khi, hai đầu xuôi ngược, tứ chi ngỡ ngàng. Đó. Lập ra thằng cuội ôm đàn, chối cha quên Chúa, lỡ làng hai câu. Cái câu này thì tôi nói thiệt, nhiều khi họ lập ra giống như mình có Chúa là mình có Đức Quốc Công, mình có một vị lãnh đạo, phải không? Mà nó không theo, nó lập ra thằng cuội, lập ra thằng ông tổng thống giả này, ông thủ tướng giả kia đó, mà nhìn mấy cái thằng cha thủ tướng như là tổng thống cái gì Nguyễn Thế Quang, tổng thống Trần Dần hoặc này kia, trời, tôi nhìn mấy ông đó tôi thấy giống như mấy thằng cuội ôm đàn thiệt. Nhưng mà nhìn mấy người đó mình thấy đó, mình thấy những cái giả mạo, những cái này kia đó, mới lập ra những cái thằng cuội ôm đàn, chối cha quên Chúa, lỡ làng hai câu đó, bị nghiệp oan do thiếu ân sâu đó. Mấy thằng đó là nó thiếu đức á, nó mới làm những cái trò đó để nó hại dân đó. Giải ân tích đức để cầu mai sau đó, toàn là thứ mỹ dân này kia nọ không hết. Rồi bây giờ mới nói nè, cái câu này thì mới nói nè: tam biên mời mọc mối màu, vài con đom đóm lào xào sáng trăng. Đó thì cái câu trên á là nói người Việt ha. Cái đoạn trên á, từ khi cái đoạn mà cao minh cũng chỉ một đời đó, là nói về người Việt đó, người Việt hải ngoại đó. Cao minh chỉ có một đời, nắng thì che nón, mưa thời che thân. Đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ, ngọn cần làm chi? Đó, tranh nhau chỉ để chúng khi, hai đầu xuôi ngược, tứ chi ngỡ ngàng. Đó, khi mà nói những cái câu này đó, và chúng ta có thấy đó là cái người Việt mình đó, là đâu có ai mà chịu theo ai đâu. Ai cũng muốn làm lãnh đạo, ai cũng muốn giống như là làm vua này kia nọ hết á, kiểu như vậy, như là đứng đầu á, đó, ai cũng muốn hết á, không ai mà muốn đi theo. Bởi vậy trong cái phong trào mà đấu tranh á, đó là đấu tranh chống cộng á, thì ít, mà đâm ra đấu nhau là nhiều. Đó, nên nhiều khi ở những cái việc đó thì trong cái thời điểm mà đó đấu tranh là sôi sục luôn. Đó, tranh nhau chỉ để chúng khi, thấy không? Cứ người Việt cứ tranh nhau trong cái việc đó. Đó, rồi ai cũng muốn lãnh đạo, nó như hai đầu xuôi ngược đó, tứ chi ngỡ ngàng đó. Vậy hai người lãnh đạo, người điên đầu này, người điên đầu kia, mà hai cái đầu đi ngược thì tứ chi thì nó đâu biết là theo cái đầu nào. Đó, lập ra thằng cuội ôm đàn, lập ra những cái người mà giống như là không ra gì đó. Đó, rồi chối cha quên Chúa, lỡ làng hai câu. Bởi vậy thí dụ như cái việc chối cha thì tôi không biết, nhưng cái việc mà quên Chúa đó, lỡ làng hai câu, nghiệp oan do thiếu ân sâu, giải ân tích đức để cầu mai sau, tam thiên mời mọc mối màu, vài con đom đóm lào xào sáng trăng. Ở đây tôi nghĩ đó, cái câu mà tam biên mời mọc mối màu đó là có thể sau cái sự kiện lột mặt nạ Hồ Chí Minh và tới cái sự kiện mà cộng sản Tàu nó chịu mấy tên cộng sản Việt Nam qua bên Thành Đô Tứ Xuyên để lập ra cái mặt trận, không phải mặt trận mà cái hiệp ước Thành Đô đó. Thì ở bên đây đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cũng đưa ra kêu là một cái đại hội dân chủ đoàn kết đó, thì mới biên trên mấy cái sách báo này kia nọ đó, mới mời mọc, nó mời mọc là mời những cái hội đoàn
dân chủ đó, kêu là dân chủ đoàn kết, đại hội dân chủ đoàn kết đó, mời mọc những cái hội đoàn, những cái đảng phái, những người yêu nước đấu tranh đó. Bởi vì đó, mà tôi không biết cái chữ tam biên là nó có, nó này có thể là liên quan đến cái thời gian hoặc là cái địa điểm nào đó, cái địa lý đó, đó mời mọc, mời mọc mối mào, thì tôi nghĩ là cái việc mà mời những người mà đấu tranh, những cái hội đoàn đấu tranh, những cái cộng đồng đấu tranh, những cái đảng phái đấu tranh để tới dự một cái đại hội dân chủ đoàn kết đó, thì lúc đó mới thấy là vài con đom đóm lào xào sáng chăng đó, vài con đom đóm là đâu phải mời nhưng mà đâu có ai tới hết đâu, nó chỉ có là vài hội đoàn này kia nọ tới đó, như là mới lóe lên như con đom đóm vậy đó, đó mới là vài con đom đóm lào xào sáng chăng đó, tôi nghĩ vậy, nó lóe lên như con đom đóm vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng khai sáng ra được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, vì sau đó là như Đức Quốc Công lãnh đạo được bầu cái phong trào đại hội dân chủ đoàn kết đó, mới bầu cho phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đứng ra lãnh đạo, thì phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ mới khai sáng ra chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó. Thì sau đó đó mới bắt đầu vô cái đoạn là đường kia khúc khuỷu khó khăn, Chúa tôi xa lánh tiền căn đã tường, chỉ còn có một con đường hồi chào tụ nghĩa tâm thường bình an đó. Thì đây là nói đến cái việc mà sau khi mà Đức Quốc Công lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó, thì cái con đường mà đấu tranh đó, khó khăn đó, từ khi mà ngài bước đến đất nước Hoa Kỳ cho nó khó khăn, cho tới khi mà ngài lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó, nhưng cuối cùng rồi đó là vì cái câu ở trên, một cái đoạn ở trên nói là cao minh cũng chỉ một đời, nắng thì che nón, mưa thì che thân, đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ ngọn cần làm chi, tranh nhau chỉ để chúng khi. Đây là tôi nói là những người Việt đó đấu tranh này kia nọ khốc liệt đó, ở trên cái việc đó đó, và cuối cùng là không có một cái con đường nào mà để kêu là chống cộng hoặc là giải thể cộng sản đó, nên cuối cùng rồi đó là cái con đường duy nhất là Chúa tôi phải xa lánh tiền căn đã tường, là xa lánh cái thị phi, xa lánh những cái bùi nhùi của cái cộng đồng người Việt hải ngoại đó đó, là chỉ còn có một con đường, là chỉ còn con đường duy nhất thôi, là phải xa lánh đó, và hồi chào tụ nghĩa tâm thường bình an, là đi vào tụ nghĩa đường đó, đi vào sa mạc để tu đó. Thì chúng tôi cũng đã trình bày với cái livestream trước đó, cho đồng bào đó, thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày từ cái khúc đầu nó đi đến cái khúc kế tiếp, có thể cái livestream kế tiếp thì chúng tôi sẽ trình bày cái đoạn sau đó. Trong khi chúng ta trình bày hết thì chúng tôi sẽ quay lại, chúng ta sẽ trình bày lại từ đầu tới cuối để cho đồng bào thấy cả một cái quá trình từ khi mà đất nước của chúng ta thăng trầm, từ cái việc mà Pháp đô hộ cho tới cái việc mà Nhật đô hộ, rồi kết thúc đệ nhị thế chiến và chúng ta bắt đầu đi vào trong cái việc mà tàu cướp nước Việt Nam của chúng ta đó. Đó thì hôm nay chúng tôi chia sẻ đến đây đó, thì cũng mong để giải tỏa được một phần nào về cái bài sấm này với đồng bào. Và đương nhiên ở trong cái bài sấm này thì nó còn nhiều cái khúc mắc nó có liên kết với nhau, thì khi chúng tôi nghĩ ra được một cái điểm nào mà nó quan trọng trong những cái câu mà chúng tôi chưa có tường tận lắm thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại đó, để cho đồng bào được biết. Vì sấm thì đây là những cái lời tiên tri ở trong đó, đương nhiên trong qua cái bài sấm thì những cái gì mà nó đã xảy ra rồi mà chúng ta có thể thấy nó rõ ràng hơn, cái những cái nó đang diễn biến chúng ta cũng có thể thấy ra được cái việc đó, và đương nhiên trong cái tương lai chúng ta có thể đoán được đó, nhưng cái đoán là do chúng ta thôi, còn chúng ta cũng phải chờ nó xảy ra này kia được thì mới biết được. Và đây thì nói về sấm thì cá nhân mỗi người có một cái nhận định riêng cho cái cá nhân của người đó, chứ không phải ai như nhau, nên trong sấm thì không có ai đúng ai sai, có là ai mà đoán được thiên cơ mà này kia nọ mà 100% thì người đó là tôi nghĩ không phải là người nữa, mà là phải là những cái vị mà từ trên xuống được Thượng Đế phái xuống có thể là biết được đó. Còn cá nhân tôi thì chỉ có đọc và nghiền ngẫm và thấy ra được những cái gì tôi thấy,
và những gì tôi cảm nghĩ thì tôi chia sẻ cho đồng bào ở trong nước được biết. Đó thì hiện nay là tôi thấy cái bài sấm này nói về tiểu sử của Đức Quốc Công rất là rõ nét. Đó. Nhất là nói về tiểu sử của Đức Quốc Công rất là rõ nét. Nói luôn cả những cái diễn biến thời sự của trên thế giới cũng rất là rõ nét, nhưng không có sâu để cho mình biết. Nhưng mình đọc qua mình cũng có thể biết được là nói về những cái vấn đề gì đó của tương quan của thế giới. Đó. Nên đó. Nhưng ở trong đây đó có nhấn mạnh rất là nhiều về nói về thuyết tân dân chủ đó, để cho chúng ta biết đó, và cũng chỉ ra được cái người lãnh đạo, cái người đưa ra cái thuyết tân dân chủ đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và cũng chỉ ra luôn đó, là Phật Vương đó là cái người họ Đào đó mang trên mình là chữ là Minh Quân đó, thì cũng chỉ ra rõ ràng như vậy cho chúng ta thấy đó. Để cho chúng ta được biết thì những cái bài này chúng tôi sẽ đăng lên đó, từ đầu tới cuối để cho đồng bào được thấy. Thì chúng tôi có trình bày một cái đoạn nào thì chúng tôi sẽ đăng những cái đoạn đó lên để cho đồng bào đọc và để nghiền ngẫm đó ở trong này. Vì đây là chúng ta có cái trách nhiệm để chia sẻ, vì nó có cái khúc cuối đó. Nếu mà mỗi người mà chúng ta chia sẻ cái bài sấm này ra 1.000 bài, 1.000 cho 1.000 người, đó là chúng ta đem rất là nhiều công đức đến cho mình đó. Thì cái đoạn cuối cũng nhắc đến cái việc đó, thì chúng tôi sẽ trình bày sau đó. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày như vậy để cho đồng bào biết cái thăng trầm của đất nước của mình như thế nào, và chúng ta cuối cùng cũng có một vị Phật Vương xuống thế để cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và Đức Thầy cũng đã chỉ ra người đó là ai. Và thì bây giờ chúng ta thấy đó, dân tộc của chúng ta có hai cái thể chế, một là chính thể, chính nghĩa, và một cái tà quyền đó, nó đang cai trị người dân đó. Còn Đức Quốc Công thì đã hy sinh như thế nào trong mấy chục năm qua, Ngài đã làm gì cho dân tộc Việt Nam? Chỉ cần dân tộc Việt Nam mình đó, hiểu được, thấy được, mở mắt được, chia sẻ được đó, để cùng nhau đứng lên ủng hộ Ngài, thì khi mà Đức Quốc Công lãnh đạo đất nước thì những gì mà Ngài đã hy sinh, Ngài đã làm được, mà Ngài đã giống như là sẵn sàng để phục vụ cho người dân đó, thì người dân sẽ hưởng được những cái quyền lợi đó đó. Thì ở đây chúng tôi chia sẻ như vậy để cho đồng bào ở trong nước hiểu biết và để chia sẻ, và phải phổ biến nó rất là mạnh, rất là rộng rãi ra đó, để cho toàn dân mình biết được là hiện nay mình đang có một vị lãnh đạo thương dân yêu nước, mình có một vị giống như là Phật Vương xuống thế để cứu nhân loại và cứu cái dân tộc Việt Nam mình trước đó. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ đến đây, và chúng ta nghe một bài nhạc nối nhịp trùng dương của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và chúng ta chia tay. Do quê hương mà.
ngoài đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Chúng tôi kính chúc quý đồng bào trong nước và ngoài nước được một đêm ngủ bình an, và chúng ta hẹn gặp lại. Thank you.